chương 3320, người tới ta đi. Bên ngoài có cuồng loạn thúc đẩy, bên trong có tân khí hổ gây sự, đây là muốn bước hắn vào tuyệt lộ sao. Hưu, đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người hạ xuống, phát ra khí thế chân áp chư thiên. Tất cả mọi người nhìn sang, thần sắc không khỏi run lên, vội vàng hành lễ. Bái kiến chu đại nhân, là chu hằng, lâm u liên nhẹ nhàng thở ra, hôm qua lăng hàn trở về, nàng liền truyền tin tức cho đám người chu hằng, lâm tiêu dương, mặc dù Chu Hằng tới hơi trễ, nhưng hai chữ lục bộ hoàn toàn chấn trụ thiên địa, phát được càn khôn. Chu Hằng gật gật đầu, đưa tay giơ lên, ra hiệu đám người không cần đa lễ. Chỉ cần tương đối khí tức của Chu Hằng cùng đám người Lâm U Liên, liền có thể phát hiện, đồng dạng là chiến lực lục bộ, nhưng Chu Hằng lại vượt xa không biết bao nhiêu lần. Bởi vì hắn cũng không phải lục bộ phổ thông, mà là tồn tại lúc nào cũng có thể dảo bước tiến lên thất bộ. Dù nơi này cảnh giới áp chế, Chu Hằng cũng sẽ không thua Lâm, Tân, Ngô, bởi vì có tư cách trở thành thất bộ, cái nào không phải thiên kiêu. Từ xưa đến nay, không phải là thất bộ cao nhất sao. Sự tình ta đã biết, Chu Hằng mở miệng, thanh âm ầm ầm truyền đến trong thức hải của mỗi người, cũng làm cho mỗi người tâm linh rung động, đè xuống cảm xúc sao động, phẫn nộ. Không hổ là người nổi bật trong lục bộ, vừa đến đã khống chế tràng diện. Lang Hàn đúng là một hạt giống lúc trước được cuồng loạn lựa chọn. Chu Hằng tiếp tục nói, hoa, Đám người vừa mới bình tĩnh cảm xúc lần nữa sôi trào, trước chỉ là suy đoán, nhưng cường giả lục bộ sẽ nói lung tung sao. Huống chi người này là Chu Hằng, có tư cách giảo bước tiến lên thất bộ. Giết hắn, đúng, loại gian tế này nhất định phải xử lý, không thì trời mới biết hắn sẽ tạo xuống tội nghiệt gì. Giết giết giết, Chu Hằng đè tay, mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại. Bất quá, chuyện này ta, sở hạo sở sư đệ, lâm tiêu dương lâm sư huynh, ba người chúng ta đã sớm biết, đã từng thăm dò thức hải của Lăng Hàn, có thể dùng danh dự của chúng ta bảo đảm, Lăng Hàn đã ma diệt lạc ấn mà cuồng loạn lưu lại, cùng cuồng loạn không hề có quan hệ. Cái này, tất cả mọi người do dự, trở nên không thể khẳng định. Một bên là bằng chứng như núi, nhưng một bên lại là đại nhân vật như Chu Hằng, thậm chí còn có Lâm Tiêu Dương, Sở Hạo. Phải biết, Sở Hạo giống như Chu Hằng, cũng có tư cách giảo bước tiến lên thất bộ. Ba người bọn hắn cùng một chỗ bảo đảm Lăng Hàn, ai dám không tin. Mặt mũi này, ai dám không bán? Chỉ ít, nơi này không ai dám phản đối, ngay cả ngô hạo dương, tân khí hổ, phong vô định cũng không xứng. Chu đại nhân, người không nên bị hắn lừa bịp, phong vô định lại chưa từ bỏ ý định, mắt thấy sắp đóng đinh lăng hàn ở trên trụ sỉ nhục, nhưng Chu hằng vừa đến, dăm ba câu liền muốn giải cứu lăng hàn ra. Không được, tuyệt đối không được, tất cả mọi người gật đầu, mặc dù Chu hằng rất mạnh, nhưng cuồng loạn mạnh hơn, nếu nó làm ra thủ đoạn gì, ba người Chu Hằng kiểm tra không ra cũng rất bình thường. Chu đại nhân, người không thể vì Lăng Hàn mà bẻ đi một thế anh minh. Có người nói, lại che giấu trong đám người, không có hiển lộ thân phận. Lăng Hàn dùng ánh mắt quét một cái, dụng ý của người này cực kỳ âm hiểm, cố ý bôi xấu Chu Hằng, chẳng lẽ là đồng bọn của Hoàng Phủ Đông Nhạc. Đáng tiếc, người này giấu quá tốt rồi, nơi này toàn bộ là thiên tôn, khí tức phức tạp mà cường đại, quá khó phân biệt. Ha ha, bản tôn cũng cho rằng như vậy lại một bóng người trống rỗng xuất hiện, đồng dạng tản ra khí thế cực kỳ bá đạo. Lại là một vị lục bộ thiên tôn, nhạc bác dung, lang hàn nhướng mày, chu hằng xuất hiện tự nhiên là tin tức tốt, nhưng nhạc bác dung xuất hiện thì tương phản. Nhạc bác dung nhìn lướt qua lang hàn, không che giấu sát ý chút nào. Kẻ này đã có quan hệ với cuồng loạn, vậy thì nhất định phải bắt, thà giết lầm cũng không buông tha. Dựa vào người cái lão cẩu này, lão gia hỏa, người nói bậy bạ gì đó, hồ nữ lập tức nhảy lên dám đối bản tôn bất kính. Nhạc bác dung lạnh lùng nói, một trường bổ về phía hổ nữ. Muốn chết, ánh mắt lăng hàn phát lạnh, thân hình nhảy ra, vung quyền nghinh kích, bang, một kích của nhạc bác dung liền bị hắn hóa giải sạch sẽ. Hắn cũng không bỏ qua, thân hình tiếp tục đập ra, giết về phía nhạc bác dung. Lão gia hỏa, thật sự cho rằng có thể muốn làm gì thì làm sao. Luận thực lực chân thật, khẳng định nhạc bác dung mạnh hơn, nhưng bây giờ nơi này áp chế cảnh giới, lục bộ cũng phải áp chế đến ngũ bộ, bởi như vậy chiến lược của nhạc bác dung có thể mạnh bao nhiêu coi như hắn rất yêu nghiệt đứng ở ngũ bộ đỉnh phong liền có thể đánh vỡ lục bộ trói buộc nhưng ăn bể bụng cũng chỉ là lục bộ sơ kỳ lăng hàn thì sao lục bộ trung kỳ cho nên luận lực lượng nguyên thủy tự nhiên là lăng hàn chiếm thượng phong bành 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 dưới nộ kích liên tiếp nhạc bác dung chỉ có không ngừng lùi lại để hắn liên tục gầm thét hắn là cường giả lục bộ mang theo thái độ cao cao tại thượng mà đến chính là vì bắt lăng hàn nhưng bây giờ thì sao hắn thế mà bị lăng hàn đánh liên tục rút lui số mặt trước mọi người mất hết thể diện a à. ngươi là thứ gì cũng dám tổn thương thê tử của ta lăng hàn lạnh lùng nói từng quyền đánh cho gấp hơn đúng dựa vào cái gì đánh nữ hổ nữ trông eo tức giận nói tất cả mọi người im lặng hổ nữ một chút tổn thương cũng không có hiện tại là nhạc bác dung bị lăng hàn vững vàng áp chế muốn nói phẫn nộ cũng hẳn là nhạc bác dung càng nhiều hơn a à. nhạc bác dung gầm thét Hắn dùng ra tuyệt chiêu, gia trì một ký hiệu cấp 2, sau đó đánh về phía Lăng Hàn. Nhưng mà, không có chút tác dụng, Lăng Hàn là có ký hiệu cấp 1, lực lượng nguyên bản chiếm ưu, sau khi bị thiên tôn ký hiệu phóng đại, hắn mạnh đến mức nào, đánh cho Nhạc Bác Dung hoàn toàn không có tính tình, chỉ có phần bị đánh. Còn tốt chính là, Nhạc Bác Dung dù sao cũng là lục bộ. Cảnh giới của hắn bị áp chế, nhưng thân thể bị năm loại lực lượng bản nguyên rèn luyện, sẽ không bởi vì cảnh giới áp chế mà rơi xuống cho nên hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận lăng hàn oanh kích, chỉ để hắn có chút khó chịu. Lục bộ đối ngũ bộ, áp chế lớn hơn trời, dù dưới tình huống không gian áp chế, nhạc bác dung y nguyên có không gian bắn ngược cực lớn. chương 3321, đại nhân vật đều đến. Nếu như hắn có thể hao hết thiên tôn ký hiệu của lăng hàn, mà hắn còn có, như vậy bằng vào thiên tôn ký hiệu trợ giúp, hắn có thể lật về tranh lệch trên lực lượng, nói không chừng còn có thể thắng. Đương nhiên, hắn tuyệt không có khả năng nghĩ đến, Lăng Hàn có thiên tôn ký hiệu số lượng nhiều đến hơn 300, muốn hao hết thiên tôn ký hiệu của Lăng Hàn. Trước tiên cần phải hỏi hắn có thể gánh vác được Lăng Hàn của oanh loạn tạc hay không. Chu Hằng nhìn ở trong mắt, lại khoanh tay đứng nhìn, không hề có ý xuất thủ. Hắn không xuất thủ, đám người lâm u liên, tân khí hổ, phong vô định đương nhiên cũng không thể xuất thủ, không thì chẳng phải bất kính với một vị cường giả lục bộ sao. Khi đánh cho nhạc bác dung mặt mũi bầm dập, lúc này Chu Hằng mới lên tiếng. Lăng Hàn, dừng tay, đây chính là nhạc bác dung nhạc đại nhân, tiền bối của ngươi. Lăng Hàn thu tay lại, nói, vâng, chu tiền bối, tất cả mọi người im lặng, các người rõ ràng là kẻ tung người hứng A, chu Hằng đã sớm có thể ngăn trở, hết lần này tới lần khác còn chờ nhạc bác dung bị đánh thảm mới mở miệng, cố ý đến không thể lại cố ý. Nhạc bác dung cực kỳ chật vật, hắn thở phì phò, đây là tức ra A. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong ánh mắt như muốn phun lửa. Với hắn mà nói, đây là vô cùng nhục nhã, đường đường cường giả lục bộ thế mà bị bạo đánh cái này để hắn làm sao có thể nhẫn nhưng hắn lại có thể thế nào lại đánh đánh không lại a à, cảnh giới áp chế rõ ràng lăng hàn chỉ có tứ bộ nhưng hắn y nguyên không phải đối thủ chỉ có thể nhịn lăng hàn nhìn nhạc bác dung nói thật sự là không có ý tứ mạo phạm nhạc tiền bối hắn còn làm một cái vái chào sắc mặt của nhạc bác dung thối đen trước ngạo mạn sau cung kính để hắn mặt mũi gì cũng không còn hắn hít một hơi thật sâu ngàn vạn không thể bị Lăng Hàn cùng Chu Hằng làm lệch tiết tấu, hiện tại trọng điểm là đóng đinh tội danh của Lăng Hàn. Đừng nói sang chuyện khác, bản tôn yêu cầu bắt Lăng Hàn, người nói thế nào? Hắn nhìn chằm chằm Chu Hằng, ta cũng đã nói, sự tình Lăng Hàn đã sớm nói cho ta, Lâm Sư Huynh, sở sư đệ rõ ràng, mà ba người chúng ta cũng đã kiểm tra thức hải của hắn, tuyệt đối không có vấn đề. Chu Hằng từ tốn nói, nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Sự tình lục bộ thiên tôn nhận định, ai có thể thay đổi được. Chu Hằng, người là nhất định muốn bao che tên phản đồ này. Nhạc bác dung lành lạnh nói, sự tình chưa có kết quả, đừng nói quả quyết như thế. Chu Hằng thì lộ ra mây trôi nước chảy, Lang Hàn không phải phản đồ, trước kia không phải, bây giờ không phải, tương lai cũng không phải. Ha ha, Chu Huynh lời ấy không khỏi quá mức rồi. Tiếng cười vang lên, chỉ thấy một tên nam tử đi tới, ai cũng không có thấy rõ hắn đến cùng là từ đâu đến, giống như hắn nên ở chỗ này vậy ánh mắt của Chu Hằng không khỏi siết chặt, vạn ảnh, vạn ảnh thiên tôn, lục bộ, bản tôn cũng không thấy, hết thảy sự tình thế gian đều sẽ không phát sinh biến hóa. Lại một thanh âm vang lên, đây là một lão ông tóc trắng, trên thân che lân giáp màu đỏ, sau lưng có cái đuôi dài hơn một trường. Kim Tàm, biểu lộ của Chu Hằng lại trở nên ngưng trọng, Kim Tàm thiên tôn, lục bộ, chân thân của hắn nghe nói là một con Kim Tàm, mà sau khi dảo bước tiến lên thiên tôn, hắn lại bắt đầu lột xác, một biến hóa rắn hai biến hóa sói, ba biến hóa hổ, bốn biến hóa tượng, năm biến hóa phượng, sáu biến hóa long. Lại có thể một biến, hắn liền có thể dảo bước tiến lên thất bộ, trở thành mạnh nhất thế gian. Đây là một đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả Chu Hằng cũng không dám nói mình có thể thắng dễ dàng, bởi vì đối phương cũng chỉ kém một cước liền có thể bước vào thất bộ. Kim Tàm Thiên Tôn này nhìn qua già như vậy, là bởi vì hắn tu luyện Kim Tàm Biến, thật muốn giả đến có thể chết đi, thi thể kết kén, thời điểm phá kén chính là thất biến thân cho nên hắn càng già nua thực lực của hắn ngược lại càng đáng sợ bản tôn đồng ý bắt kẻ này siêu hồn nhìn kỹ một chút kim tàm thiên tôn nói chu hằng đè ép lửa giận trong lòng nói thức hài cực kỳ trọng yếu còn cực kỳ yếu ớt siêu hồn khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến lăng hàn ảnh hưởng sau này hắn phát triển thì tính sao bài trừ cuồng loạn dư nghiệt đây không phải nên làm sao nhạc bác dung chen lời nói nên em gái ngươi a à. lăng hàn liền muốn lao lên nhưng nhìn thấy Chu Hằng đưa mắt liếc ra ý, đành phải kiềm chế xuống. Nói không chừng, đành phải xin Thất Bộ đại nhân đến quyết định. Chu Hằng sử dụng đòn sát thủ, không phải sau lưng mỗi lục bộ đều có một thất bộ, chỉ ít Nhạc Bác Dung, Kim Tàm Thiên Tôn cùng Vạn Ảnh Thiên Tôn đều không có. Chu Hằng phát ra tín hiệu kỳ lạ, chỉ trong nháy mắt, liền cảm giác một cỗ áp lực cực kỳ đáng sợ giáng lâm. Thất Bộ tới, tự nhiên là Lâm Lạc, hắn tới chỉ là một đạo phân thân, nhưng lấy thất bộ mạnh Phân thân cũng có thể trấn áp phần lớn lục bộ. Nếu như chân thân của Lâm Lạc đến đây, dù nơi này hoàn cảnh đặc thù cũng không áp chế nổi hắn, Thất Bộ đã hoàn toàn nhảy ra thiên địa, chân chính siêu thoát, ở chỗ nào cũng có thể phát huy ra toàn lực, vị diện siêu cấp cũng không thể làm gì. Nhưng bây giờ chỉ là một phân thân, không có khả năng cường đại như vậy, cảnh giới y nguyên bị áp chế đến ngũ bộ. Bái kiến Lâm đại nhân, tất cả mọi người khom mình hành lễ, ngay cả đám người Chu Hằng, Vạn Ảnh Thiên Tôn cũng không ngoại lệ. Thất bộ đại biểu cho thiên địa, đại biểu cho đạo lý, đại biểu cho hết thảy. Lâm Lạc gật đầu, vừa định nói chuyện, lại ngừng. Ông, lại có khí tức đáng sợ dáng Lâm. Một cái, hai cái, ba cái, đều là phân thân của cường giả thất bộ. Tân Phó, sung viêm, phá nhạc. Lâm Huynh, vẫn là bắt kẻ này đi. Tân Phó mở miệng, ngóa, lang hàn thầm mắng một tiếng, sau đó nhìn về phía tân khí hổ, nói không chừng tân Phó chính là tân khí hổ gọi ra. Lâm Lạc nhìn lướt qua nói, bản tôn cho rằng, Lăng Hàn vô cùng có thể ở trong tương lai triệt để bình định cuồng loạn, cho nên chúng ta nên tuyệt đối tín nhiệm hắn, đẩy mạnh hắn sớm ngày rảo bước tiến lên thất bộ. Sau khi đạt tới thất bộ, trợ giúp cuồng loạn đánh lén chúng ta sao? Xung Viêm Thiên Tôn cười lạnh, hắn giống như lâm lạc, là đến từ hai thời đại, hai nguyên thế giới, đối với hắn không hề có kinh ý. Chương 3322, thất bộ xuất thủ. Không cần nói, người tiêu diệt cuồng loạn đã sớm có, chính là Phong vô định. Hắn lớn tiếng nói: giống như muốn chính danh cho phong vô định, thua lăng hàn không có quan hệ, bởi vì lăng hàn chính là người của cuồng loạn kỳ thật cái này suy nghĩ một chút thật rất buồn cười. nếu như lăng hàn thật sự là người của cuồng loạn, như vậy hắn cũng có thể đánh bại phong vô định, phong vô định lại làm sao có khả năng đánh bại cuồng loạn? a à, thủ hạ của người ta cũng không giải quyết được, ngược lại có thể giết lão đại càng như bức nói đùa nha. bản tôn cho rằng hẳn là giết, xung viêm thiên tôn lành lạnh nói, bản tôn tán thành. Phá Nhạc Thiên Tôn mở miệng, tán thành em gái ngươi. Lăng Hàn thầm nhổ nước bọt một câu, nhưng cũng không có lên tiếng, hiện tại là Lâm Lạc thay ra mặt, liền nhìn vị thất bộ chí tôn này có thể giải quyết hay không. Có thể dọn dẹp đương nhiên tốt, vạn nhất giải quyết không được, vậy Lăng Hàn cũng không có dự định thúc thủ chịu trói. Nơi này áp chế cảnh giới, trừ khi chân thân của thất bộ tới, bằng không hắn căn bản không sợ, hơn nữa, coi như thất bộ tới, hắn cũng có thể xé mở không gian rời đi ở trong hư không cũng chỉ có cuồng loạn có thể làm đối thủ của hắn. Bởi vậy, Lăng Hàn cực kỳ tỉnh táo, đang suy nghĩ sự tình khác. Hắn muốn đi đương nhiên dễ dàng, nhưng những người khác thì sao? Đám người Lăng Hy, Lăng Kiến Tuyết còn ở huyền mạc vị diện khai thác cương thổ, hắn tất không có khả năng mang bọn hắn cùng một chỗ, nếu hắn đi, con trai nữ nhi bị nhầm vào thì làm sao bây giờ? Hắn lại tưởng tượng, dù bọn người lâm lạc, chu Hằng không gánh nổi hắn, nhưng rỗi tay che chở gia đình hắn hẳn chỉ là việc nhỏ, bởi vì đối phó Lăng Hàn còn có lý do, nhưng đám người Lăng Hy, Lăng Kiến Tuyết liền không có. Thất bộ lên tiếng, ai dám làm loạn, mấy người Vũ Hoàng cũng như thế, Bạch Mễ Phạn càng không cần nói, ra ra hắn chính là một tên thất bộ trí tôn, ai dám động đến hắn. Hắn suy nghĩ liên tục, liền buông xuống lo lắng, cùng lắm thì rời đi. Đi nơi nào, đương nhiên là nguyên thế giới đời trước, thật muốn bắt đầu chạy nạn, vậy hắn có bó lớn thời gian đi thăm dò viễn cổ vị diện kia lâm lạc dựa vào lý lẽ biện luận thậm chí lấy danh dự bản thân đảm bảo cho lăng hàn nếu lăng hàn xảy ra chuyện hắn đến phụ trách thế nhưng mà sung viêm phá nhạc căn bản không bán mặt mũi hai người bọn họ đến từ đời trước của nguyên thế giới cùng lâm lạc lại có giao tình gì giết nhất định phải giết lăng hàn suy đoán đây là bởi vì phong vô định nếu hắn không chết phong vô định liền mang theo nhãn hiệu kẻ thất bại vĩnh viễn ở dưới hắn trong này có hai đời nguyên thế giới lục đục với nhau hay không lăng hàn nghiêm trọng hoài nghi hai người sung viêm phá nhạc là cố ý làm lớn sự tình chính là muốn xóa đi thiên kiêu mạnh nhất của nguyên thế giới hiện tại không có gì để nói nhiều bắt người sung viêm thiên tôn lạnh lùng nói hắn nhìn phá nhạc thiên tôn nhẹ gật đầu phá nhạc cũng nhẹ gật đầu sau đó nhanh chân đi về phía lăng hàn đạo hữu quá phận rồi lâm lạc lạnh lùng nói hắn là thất bộ nói ra như pháp chưa từng có người làm trái hiện tại phát ra đạo thề dốc sức đảm bảo cho lăng hàn nhưng vẫn bị người phản đối để hắn thật sự nổi giận ha ha diệt trừ cuồng loạn dư nghiệt đây là đại nghĩa lâm đờ sao o hữu mới là tư tâm quá nặng phá nhạc thiên tôn xuất thủ bắt về phía lăng hàn lâm lạc xuất thủ nhưng sung viêm thiên tôn cũng đi theo xuất thủ cản lâm lạc lại lão già nhịn ngươi rất lâu rồi lăng hàn rít gào một tiếng đánh về phía phá nhạc thiên tôn bành hai người đối oanh một kích thân hình của phá nhạc thiên tôn khẽ run, nhưng lăng hàn thì bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. thất bộ dù chỉ là một phân thân, dù áp chế tu vi cũng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. nhưng mọi người đều kinh hô, lần nào cũng cảm thấy lăng hàn như bước đến cực hạn. tu vi chân thực của hắn vẻn vẹn chỉ là tứ bộ, lấy thân tứ bộ đối kháng phân thân của thất bộ trí tôn, có thể đón đỡ một kích mà chỉ bị thương nhẹ, đây cũng quá cường hãn đi. hiện tại cũng cường đại như thế về sau còn như thế nào, càng không thể để ngươi sống nữa. khuôn mặt của phá nhạc thiên tôn cũng có chút động, nhưng không hề xấu hổ ỉ lớn hiếp nhỏ, cũng không có tiếc nuối khi một kích không thể oanh sát tứ bộ. thất bộ trên trời dưới đất lớn nhất, cần để ý cái gì? trong mắt của hắn chỉ có ý niệm đạt thành mục đích. giết hắn lại giết qua, chiêu chiêu mãnh liệt, muốn đánh chết lang hàn ở tại chỗ. lang hàn thét dài một tiếng, vận chuyển thiên tôn ký hiệu, hắn triển khai nộ quyền, cùng phá nhạc thiên tôn cứng đối cứng trong lòng của hắn có nộ khí vô tận hắn vô tội tại sao phải lọt vào đãi ngộ như vậy các ngươi đều mù sao không thấy được những năm này hắn vì viêm xương vị diện cống hiến sao có ít người chính là cố ý làm như không thấy muốn xóa hắn đi đây không ngoài là bởi vì ghen ghét hoặc thù riêng đáng hận đáng xấu hổ ánh mắt thiền cận khó trách nguyên thế giới đời trước chỉ có thể liều lưỡng bại câu thương toàn bộ nguyên thế giới hủy diệt cũng chỉ đả thương nặng cuồng loạn không có từ trên căn bản giải quyết mối họa lớn này thế hệ này thì sao? Ngày sau Lăng Hàn có lẽ có thể giải quyết cuồng loạn, nhưng bây giờ bị giết chết, như vậy đương nhiên không có sau này. Lui một bước mà nói, hắn bị lục soát thần hồn, chứng minh không có vấn đề, nhưng ở trong quá trình này bị thương thì sao? Thức hải cực kỳ trọng yếu, quan hệ đến tương lai trưởng thành, nếu như bị thương, tương đương hủy tiền đồ của Lăng Hàn. Con rồ già, ta là dẫm mộ ra ra ngươi, hay giết cha ngươi? Lăng Hàn vừa đánh vừa mắng, nộ khí trong lòng quá lớn, không mắng thực sự khó chịu. Ngươi đừng tưởng rằng mình bất tử bất diệt, chờ ta tu đến thất bộ, liền chân áp ngươi ở dưới hố xí, để ngươi để tiếng xấu muôn đời. Phá nhạc thiên tôn thân là thất bộ, tâm tính của hắn tự nhiên như giếng cổ, căn bản không có khả năng ba động. Đây là vì cái gì? Thực lực của hắn quá cường đại, thứ nhất không có người dám làm càn ở trước mặt hắn, thứ hai coi như làm càn, hắn một tay liền có thể chụp chết, căn bản không có cơ hội để nộ khí phát lên. Nhưng mà, hiện tại hắn chỉ là một phân thân, lại bị áp chế cảnh giới, làm sao cũng không cách nào trấn áp Lăng Hàn, để hắn càng nghe càng giận, lông mày run run. Vì sao có tiểu quỷ ghê tởm như thế, miệng cũng quá độc đi. Chương 3323, đánh nổ thất bộ phân thân. Thế nhưng mà, tuyệt chiêu của Lăng Hàn xuất hiện nhiều lần, để phá Nhạc Thiên Tôn không thể làm gì, hắn chỉ là một phân thân, cũng không thể vận chuyển tất cả năng lực của chủ thể, tỷ như nói. Thiên Tôn ký hiệu, nếu ở ngoại giới, hắn còn có thể bằng cảnh giới áp chế, nhưng ở nơi này, hắn cũng chỉ mạnh hơn lục bộ một chút, xa xa không đạt được tình trạng nghiền ép. Thấy phá nhạc chậm chạp không thể bắt lăng hàn, sung viêm thiên tôn không khỏi lộ ra kinh sợ. Tiểu tử này, muốn nghịch thiên A, à, sung viêm đạo hiếu, người cũng nhìn thấy, tiềm lực của lăng hàn vô tận, tương lai vô cùng có thể là nhân tuyển duy nhất tiêu diệt cuồng loạn. Lâm Lạc nói, lăng hàn đã tạm thời không lo, hắn tự nhiên cũng không cần gấp. Sung viêm thiên tôn hừ một tiếng, tiểu tử này là địch là bạn còn không thể bảo đảm, ai biết hắn có phải là một cây đao của cuồng loạn hay không một cuồng loạn liền khó đối phó như vậy nếu lại nhiều một thất bộ giúp đỡ thì còn đến đâu lại nói chúng ta còn có phong vô định đây mới là thiên mệnh tử đời trước của nguyên thế giới lựa chọn bị điểm đến tên phong vô định không khỏi ưỡn lồng ngực một chút lâm lạc nhìn lướt qua chỉ cười ha ha đây là ý gì đây là ý gì phong vô định lập tức có một loại cảm giác sắp phát điên hắn là bị miệt thị sao muốn giết ta một cái chưa đủ Đến bao nhiêu cái cũng không đủ, lang hàn thét dài một tiếng, hắn bắt đầu đại bạo phát, tất cả ký hiệu cấp 8 đồng thời vận chuyển, lực lượng của hắn tăng vọt nghìn lần. Nghìn lần lực lượng bộc phát, đây là khái niệm gì? Chỉ ít, cỗ phân thân này của phá nhạc thiên tôn ngăn không được. Dù sao đây chỉ là một phân thân, hơn nữa còn bị áp chế cảnh giới, cái này làm sao có thể địch nổi lang hàn? Bành, phân thân của phá nhạc thiên tôn lập tức bị đánh bay ra ngoài, thân hình rung động, có quang hoa chấp động để hắn giống như trở nên không chân thực. Bởi vì cỗ phân thân này của hắn là lấy lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới ngưng tụ thành, căn bản không phải thân thể huyết nhục, đương nhiên không có khả năng thổ huyết, nhưng bây giờ lọt vào trọng kích, để thân thể của hắn cũng kém chút tan rã. Đối với phá nhạc thiên tôn mà nói, phân thân có hủy hay không không có chút ảnh hưởng, nhưng vấn đề là, khởi binh mà đến, lại bị một tứ bộ nho nhỏ đánh nổ, cái này việc vui liền lớn nha. Cho nên, phá nhạc thiên tôn hét lớn một tiếng, thân thể phát sáng, cưỡng ép vững chắc thân thể. Cái phân thân này là do một sợi thần niệm của hắn ngưng kết sáu loại lực lượng bản nguyên hình thành, trọng điểm ngay ở đạo thần niệm kia, thần niệm giải tán, tự nhiên không có khả năng ngưng hợp những lực lượng này. Thằng nhãi danh dám quát tháo, hắn giết về phía Lăng Hàn, nhưng đối mặt Lăng Hàn bộc phát nghìn lần lực lượng, hắn cũng không có thiên tôn ký hiệu có thể vận dụng, làm sao chống đỡ được. Bành bành bành, hắn không ngừng bị Lăng Hàn đánh bay. Mọi người thấy đều chố mắt, dâng lên một loại cảm giác không chân thật mãnh liệt đây chính là thất bộ a à, dù chỉ là một phân thân cũng không nên yếu như vậy a à. hung em gái ngươi đánh chính là ngươi lăng hàn thét dài hắn biết coi như đánh nổ phân thân của phá nhạc thiên tôn cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì cho đối phương lại có thể cho đối phương một tát cái này để lăng hàn rất chờ mong lão vương bát đản ngươi ỷ là thất bộ khi dễ người có phải hay không đến a à, nhìn ngươi còn khi dễ thế nào Mọi người không ai không nghẹn ngào kinh ngạc đến ngây người, ở trong mắt bọn họ thất bộ chiến vô bất thắng, không gì làm không được, thế mà cũng có một ngày bị người oanh bại. Mặc cho nguyên nhân nào cũng không thể che giấu, bại chính là bại. Lăng Hàn, chúng ta đến chiến ngươi, phong vô định hét lớn một tiếng, giết tới, ngươi còn chưa xứng để thất bộ đại nhân xuất thủ, cái này tự nhiên là cứu danh dự cho phá nhạc thiên tôn, nhưng ai mù loà, chẳng lẽ không nhìn thấy phá nhạc thiên tôn bị đánh thảm như vậy sao? Phá nhạc thiên tôn tự nhiên khinh thường cùng phong vô định liên thủ, hắn muốn lui, nhưng Lăng Hàn lại nhìn chằm chằm không thả, không ngừng theo sát, ra quyền. Hiện tại, Lăng Hàn biến thành một đối hai, chỉ là căn bản không giao thủ với phong vô định. Đám người càng thêm bó tay, có phong vô định hỗ trợ, phá nhạc thiên tôn lại vẫn bị áp chế, mặt mũi này là bị đánh ba ba vang rội a à. Phong vô định rất mạnh, nhưng Lăng Hàn lại mạnh hơn, hắn vận chuyển ra 100 vị diện tiến hành chân áp. Không phải hình chiếu bình thường, mà là vị diện chân chính. Phong vô định không khỏi thần hồn bị đoạt, phải biết cực hạn của hắn chỉ có được 100 vị diện, nhưng bây giờ vẫn chỉ dựng dục ra 92 cái. Lăng Hàn thì sao, trực tiếp ném ra 100 cái, coi như đây chính là cực hạn của Lăng Hàn, vậy cũng có thể ngang hàng hắn. Hắn tự cao, át chủ bài lớn nhất chính là 100 vị diện này, bây giờ lại bị Lăng Hàn nhẹ nhõm đánh ngang, để hắn làm sao có thể không mất hồn. Hắn thật là thiên mệnh tử đời trước của nguyên thế giới sao. Con rùa già, đi chết đi. lang Hàn bảo anh nổ quyền, hắn muốn một hơi đánh nổ đối phương, không cho đối phương có cơ hội ngưng tụ thân thể lần nữa. Thằng nhãi danh, thằng nhãi danh, phá nhạc thiên tôn gầm thét, lại không có biện pháp, thân thể rung động kịch liệt, bành, cuối cùng băng diệt. Tất cả mọi người chấn kinh, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thất bộ vô địch, điểm này thâm căn cố đế ở trong đầu mỗi người, nhưng còn bây giờ thì sao? Âm vang sụp đổ A, à, mặc dù nói, đây là lăng hàn cùng thiên địa áp chế liên thủ, lúc này mới đả diệt phân thân của phá nhạc thiên tôn, nhưng tất cả mọi người lại không nhìn, bọn hắn chỉ biết một tên thất bộ phân thân bị tứ bộ đánh nổ. Một tầng không gian khác của ngoại vực chiến trường, nơi này âm u, cô quạch, hữu nhược hư không, nhưng nơi này lại có 10 người cường đại nhất của toàn bộ nguyên thế giới, đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Đối thủ của bọn hắn cũng không có hiển hóa thân hình, mà là vô số xúc tu không ngừng quất tới, mỗi một đạo đều tản ra lực lượng vô tận ngay cả cường giả lục bộ cũng có thể một kích hút chết. Đây là chiến trường do 10 cường giả thất bộ đối kháng chủ thể của cuồng loạn, cũng chính bởi vì bọn hắn kiềm chế, cuồng loạn mới không cách nào đặt nhiều tinh lực ở trên tạo vật, giảm bớt áp lực cho hai tầng khác. Chương 3324, thất bộ nổi giật một. Nhất là vài ức năm trước có đám người xung viêm gia nhập, mặc dù vẫn không thể thay đổi tình huống thế yếu, lại như cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, nơi này lại đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét kinh thiên động địa toàn thân phá nhạc thiên tôn tản ra quang mang, trời xanh đại địa cũng muốn phủ phục ở dưới chân hắn, nộ khí hóa thành thực chất, bành bành bành, không gian vỡ vụn. Thằng nhãi danh, hai mắt của hắn nổ bắn ra hàn mang, phân thân bị hủy, hắn tự nhiên là trước tiên liền được phản hồi, cũng làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn là thất bộ, thất bộ, không được, hắn muốn đích thân xuất động, đi giết tiểu tử kia. Phá nhạc đạo hiếu, bớt giận, lâm lạc mở miệng, chớ quên chức trách của chúng ta phá nhạc thiên tôn giận không kiềm được tiểu tử kia dám hủy phân thân của bản tôn bản tôn há có thể tha cho hắn thật mất thể diện hắn là thất bộ a à. sung viêm thiên tôn thì nhướng mày kẻ này tiềm lực kinh người nếu nối giáo cho giặc ai có thể ngăn hắn nhất định phải thừa dịp hiện tại giết bắt đầu thiên tôn lạnh lùng nói ừm, huyền vũ bán nguyệt đều gật đầu bọn hắn đều đến từ đời trước của nguyên thế giới tự nhiên ý kiến thống nhất bản tôn kiên quyết không đồng ý lâm lạc lập tức nói bản tôn cũng không đồng ý. Bạch Phạn lắc đầu, Ngô Chí Hồng cũng đi theo lắc đầu, không nói lời nào. Tên thất bộ thứ tư của viêm xương vị diệt, huyết thải thiên tôn cũng tỏ thái độ, không đồng ý đánh giết Lăng Hàn. Tân Huynh, người nói thế nào? Xung viêm thiên tôn nhìn về phía tân phó, hắn tin tưởng tân phó giống ý kiến của bọn hắn, nhất định sẽ đồng ý đánh giết Lăng Hàn, như vậy 6 đối 4, tự thành kết cục đã định. Tân phó trầm ngâm nói, bản tôn không đồng ý, cái gì, năm người xung viêm thiên tôn đều xứng sờ, người không phải bình thường đều phái phân thân đi nhầm vào lăng hàn sao, tại sao lại phản đối. Uống nhầm thuốc sao, bị cuồng loạn đánh cho hồ đồ, nhưng bây giờ năm đối năm, ai cũng không thuyết phục được ai. Hừ, phá nhạc thiên tôn đột nhiên bước ra rời đi, hắn chính là thất bộ, chỉ có thể bị chấn áp, không cách nào bị giết chết, mà bây giờ cuồng loạn cũng chỉ hơi chiếm thượng phong, càng nhiều tinh lực đặt ở trên tạo vật, bởi vậy, hắn muốn đi thì đi, lộ ra cực kỳ thong dong hắn có thể vì hứng như thế, nhưng bọn người lâm lạc lại không thể nói đi là đi. một khi bọn hắn đi, ai chống đỡ cuồng loạn? hơn nữa, để cuồng loạn đưa ra càng nhiều tinh lực, như vậy có thể tạo ra càng nhiều cuồng loạn quân, gia tốc viêm xương vị diện hủy diệt. hưu, phá nhạc thiên tôn xé mở không gian, đã biến mất không thấy gì nữa. bên lăng hàn, lâm lạc phân thân đột nhiên mở miệng, lăng hàn, người nhanh rời đi, chân thân của phá nhạc thiên tôn sắp đuổi tới, dù vị diện áp chế đối với hắn cũng không có tác dụng thất bộ xuất thủ, không ai có thể ngăn cản. Lăng Hàn tự nhiên là một chút liền rõ ràng, hắn lập tức hiểu được, mình đánh nổ phân thân của phá nhạc thiên tôn, chính chủ muốn giết tới chút giận. Ai, con rùa già thật đúng là hẹp hòi, người nhìn, hắn bị oan uổng, khi dễ thành dạng này cũng không có thẹn quá hóa giận đúng hay không. Thân hình Lăng Hàn nhảy lên, bắn về phía nữ hoàng cùng hổ nữ. Lăng Hàn, phong vô định cuối cùng lấy lại tinh thần, hắn nhìn thấy phân thân của phá nhạc thiên tôn bị đánh bạo, biết lấy thất bộ kiêu ngạo, phá nhạc thiên tôn khẳng định sẽ liều lĩnh giết tới. Cho nên, hiện tại tuyệt đối không thể để Lăng Hàn đi. Mặc dù hắn không tin thất bộ xuất thủ, Lăng Hàn còn có thể bỏ chạy. Hắn thẳng tới Lăng Hàn, cút, Lăng Hàn giận oanh một quyền, ông, một trăm vị diện lưu chuyển, nghìn lần lực lượng gia trì, chiến lực của hắn không thể địch nổi, một quyền liền đánh bay phong vô định ra ngoài. Lực lượng nguyên thủy, thiên tôn ký hiệu, số lượng vị diện toàn diện chiếm ưu chính diện cứng đối cứng, phong vô định làm sao có thể là đối thủ. Đi đi, lang hàn cô lấy nữ hoàng cùng hổ nữ Các vị, núi xanh còn đó Nước biếc chảy dài Sau này chúng ta còn gặp lại Hỏa tam, nhạc bác sung, vạn ảnh Ta cũng nhớ kỹ các ngươi Đương nhiên, còn có ngươi Hắn chỉ chỉ sung viêm thiên tôn Ánh mắt lạnh lẽo Hừ, ngươi cho rằng còn có thể trốn được Sung viêm thiên tôn cười lạnh Mặc dù nơi này áp chế cảnh giới Hắn xuất thủ cũng chưa chắc có thể bắt lang hàn Nhưng muốn ngăn chặn đối phương một hồi lại không có vấn đề gì cả Như vậy chờ phá nhạc thiên tôn đến lăng hàn chính là người chết không từ khi hắn đánh nổ phân thân của phá nhạc bắt đầu hắn chính là một người chết ta muốn đi ngươi ngăn không được cũng không có ai ngăn được lăng hàn phất phất tay xé mở hư không trốn chỗ nào sung viêm thiên tôn giết tới hắn chỉ cho là lăng hàn muốn dùng không gian thuấn di hưu lăng hàn đã tiến vào hư không lực lượng vị diện trong cơ thể chỉ dẫn hắn đi về phía huyền mạc vị diện sung viêm thiên tôn đuổi theo nhưng đừng nói hắn chỉ là một đạo phân thân, dù chân thân cũng chỉ có thể mê thất ở trong hư không, đây là lĩnh vực không thuộc về hắn. Hỏng bét, hắn thầm thầm kêu một tiếng, ông, áp lực đáng sợ giáng lâm, phá nhạc thiên tôn xuất hiện, lực lượng của hắn thật đáng sợ, áp bách đến không gian này lạnh rung, như muốn tan vỡ. Thằng nhãi danh kia đâu, hắn quét ngang tứ phương, hồi bẩm đại nhân, lang hàn xé mở không gian bỏ chạy, sung viêm đại nhân đang truy kích. Phong vô định vội vàng nói muốn thuấn di đào tẩu phá nhạc thiên tôn cười lạnh thuấn di còn ở trong phạm vi quy tắc lại có thể chạy ra bao xa hắn lập tức buông thần thức lực lượng thất bộ kinh khủng bực nào trong nháy mắt bao phủ toàn bộ viêm xương vị diện nhưng mà hắn lại cái rắm cũng không có phát hiện chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thuấn di còn có thể thuấn di đến vị diện khác vậy còn gọi thuấn di sao hưu đúng lúc này chỉ thấy sung viêm thiên tôn đã đường cũ lui trở lại không có tọa độ vị diện chỉ dẫn chỉ có thể đường quốc tiến, đường cũ lui, đây là quy tắc hư không, dù thất bộ cũng không thể đánh phá. Người đâu, phá nhạc thiên tôn hỏi, tiểu tử kia có được năng lực xuyên thẳng qua vị diện, chạy mất rồi. Xung viêm thiên tôn nhíu mày, cái gì, phá nhạc thiên tôn sững sờ, sau đó phát ra gào thét phẫn uất điên cuồng, oanh, song âm hóa thành thực chất, chấn động, lục bộ lại như thế nào, cũng cảm giác ngực khó chịu, muốn thổ huyết. Mà dưới lục bộ, tất cả thiên tôn đều thất khiếu chảy máu, vô cùng thê thảm. Chương 3325, thất bộ nổi giận hai. Thất bộ uy chính là khủng bố như vậy, nhưng đám người đều lắc đầu, khó trách phá Nhạc Thiên Tôn sẽ nổi giận như thế, một đạo phân thân của hắn là bị Lăng Hàn xử lý, dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn làm sao có thể không giận đến điên cuồng. Hắn là đến giết Lăng Hàn, lại ngay cả cái bóng của Lăng Hàn cũng không nhìn thấy, một hơi không cách nào phát tiết, giống hai tiếng cũng thuộc về bình thường, chỉ là thất bộ quá lợi hại, giống một cái liền làm người ta muốn chết đuổi theo cho bản tôn, tìm cho bản tôn. Phá nhạc thiên tôn lạnh lùng nói, đây là phản đồ của nguyên thế giới, nhất định phải tìm ra hắn, bản tôn sẽ đích thân giết chết hắn. Vâng, tất cả mọi người chỉ có vâng lời, đây là một vị thất bộ, nói ra như Pháp. a à, phá nhạc thiên tôn vẫn nộ khí khó tiêu, oanh liên tiếp về phía cuồng loạn quân bảy trường, bành, toàn bộ doanh địa trong nháy mắt liền bị san bằng thành đất bằng. Lúc này hắn mới quay người, hưu, trở về chiến trường chính. Nhìn thấy thất bộ uy, Tất cả mọi người nghẹn ngào, qua một hồi lâu sau, bọn hắn mới nghị luận ẩm ý. Nguyên lai thất bộ mạnh như thế, vì cái gì không điều một tên thất bộ đại nhân tới, có hắn tỏa chấn, nơi này chẳng phải vững như thành đồng rồi sao? Người mơ mộng quá rồi, mặc dù thất bộ không bị nơi này áp chế, nhưng lực lượng quá lớn, đồng dạng sẽ tạo thành phá hư đối với không gian, coi như tiêu diệt cuồng loạn quân lại nhiều cũng là hỗ trợ cho cuồng loạn, gia tốc cuồng loạn thôn phệ. Hơn nữa, chiến trường chính mới là mấu chốt, một khi không chế trụ nổi chủ thể của cuồng loạn, để nó tiến quân thần tốc. Viêm xương vị diện có khả năng bị hủy trong sớm tối. Vậy, chúng ta muốn đi tìm Lăng Hàn hay không? Ha ha, người đánh thắng được Lăng Hàn sao? Đánh không lại, không lại thì thôi, ai đánh thắng được Lăng Hàn, liền để người đó đi tìm, chúng ta đi chịu chết sao? Nhiệm vụ tìm kiếm Lăng Hàn chỉ có thể giao cho lục bộ đi làm, nếu không coi như tìm được Lăng Hàn cũng không có khả năng còn sống mang tin tức trở lại, Đương nhiên, cái này cần giả định Lăng Hàn đúng là thủ hạ của cuồng loạn. Vấn đề là, đã không tin Lăng Hàn là người của cuồng loạn, như vậy có ai sẽ đi tìm Lăng Hàn đây? Cho nên, chỉ có thể để lục bộ xuất động, tân khí hổ xoay chuyển ánh mắt, các người tỏa trấn ở đây, ta muốn đi truy kích Lăng Hàn. Ta cũng đi, Phong vô định vội vàng nói, không được, nơi này lưu ba người tỏa trấn tân khí hổ cự tuyệt, Phong vô định còn muốn nói, nhưng nghĩ nghĩ hiện tại thực lực của mình không bằng tân khí hổ, nếu như trong bốn người chỉ có thể rút đi một người vậy khẳng định là tân khí hổ phù hợp hơn hắn lâm u liên cùng ngô hạo dương đều không có phản đối bọn hắn cũng không muốn đối địch với lăng hàn càng không tin lăng hàn về sau sẽ làm phản nguyên thế giới đương nhiên không có khả năng đi góp náo nhiệt tân khí hổ xuất động rời ngoại vực chiến trường mà mục tiêu của hắn là đời trước của nguyên thế giới bởi vì hắn tin tưởng lăng hàn khẳng định sẽ đi nơi đó trao đổi vị trí của hai người một chút nơi đó tuyệt đối là địa phương hắn ẩn thân quật khởi tốt nhất. Lăng Hàn xé mở hư không, về tới nguyên thế giới. Nơi này là huyền mạc vị diện, hắn đi tìm con cái của mình trước, hỏi ý kiến của bọn hắn một chút. Kết quả, vô luận là Lăng Hy hay Lăng Kiến Tuyết, đều muốn lưu tại huyền mạc vị diện, tiếp tục mở cương vực. Vậy chính các ngươi cẩn thận, Lăng Hàn gật gật đầu, hắn tôn trọng lựa chọn của nhi nữ, mà có đám người lâm lạc, chu hằng bảo vệ, hai đứa con của hắn cũng sẽ không bởi vì hắn mà bị liên lụy. Hắn cùng nữ hoàng, hổ nữ rời đi, mục tiêu trực chỉ đời trước của nguyên thế giới lần này hắn muốn tu đến thất bộ thậm chí càng mạnh lại giết trở lại báo thù tốc độ của lăng hàn vô cùng nhanh vẻn vẹn 7 năm sau hắn liền đi tới nguyên thế giới đời trước đi trong hư không tốc độ có thể nhanh hơn hắn đoán chừng cũng chỉ có cuồng loạn ba người lập tức bắt đầu tìm kiếm không gian thông đạo tiến vào vị diện càng sâu chỉ cần có thể để lăng hàn đạt tới chiến lược thất bộ vậy hắn cũng không cần phiền toái như vậy trực tiếp một đường giết xuống không nhìn cơn bão năng lượng bản nguyên hỏa diễm. Những tên kia thật sự là ghê tởm, hổ nữ bĩu môi, chống nạnh, lại dám vu khống lăng hàn của nữ, nữ muốn hết thảy giết sạch bọn hắn. Tiểu nha đầu hung dữ, nàng cho tới bây giờ đều không phải loại lương thiện gì, khi còn bé càng hung tàn giống như lão hổ. Nữ hoàng nhìn nàng một cái, thực lực người quá yếu, chỉ là người si nói mộng mà thôi. Oa nha nha, người cái đại yêu tinh, lại dám nói nữ không được. Hổ nữ giận dữ, nữ hoàng chỉ quét nàng một chút, không nói thêm gì, nhưng ý nghĩ lại không nói cũng rõ. Lang Hàn khoát khoát tay, ra hiệu hai nữ đừng tranh nữa, mặc dù các nàng chỉ là đấu võ mồm mà thôi. Hắn nói, kỳ thật cái này cũng không tệ, như vậy có thể thấy được ai là người giúp ta, ai là người muốn ta chết. Còn có, lần này chúng ta liền có đầy đủ thời gian ở chỗ này tìm. Hổ nữ cười hì hì nói, cũng phải, nữ hoàng gật đầu, nếu không, chúng ta liền bị ước thúc, nhất định phải ở ngoại vực chiến trường đối kháng cuồng loạn quân, nhưng bây giờ, bọn hắn đã coi chúng ta là phản đồ, chúng ta cũng không cần thiết lại đi trợ giúp bọn hắn. Tốt, lần này liền tu đến chiến lược thất bộ lại ra. Lăng Hàn cười to nói, bọn hắn đi tới cái vị diện thứ 13, chỉ có thể nói là cái thứ 13, mà không phải tầng thứ 13, bởi vì đây là xuyên qua không gian thông đạo tới, hoàn toàn không thể xác định vị diện này đến cùng ở tầng thứ mấy. Cái này không có quan hệ, trọng điểm là bọn hắn ở chỗ này có thể có bao nhiêu thu hoạch. Ba người cực kỳ điệu thấp, cẩn thận hiện tại có thể nói khắp thiên hạ đều là địch nhân bọn hắn không thể lộ ra tung tích nếu không dẫn tới phá nhạc thiên tôn truy sát dù lăng hàn lại yêu nghiệt cũng chỉ có một con đường chết nơi này đồ tốt nhiều vô số kể nhưng muốn lấy được cũng khó khăn trùng điệp càng là cần vận khí cơn bão năng lượng mãnh liệt nơi này nguy hiểm trùng điệp dù lăng hàn là chiến lực lục bộ cũng không thể khinh thường mặc dù hắn có được chiến lực lục bộ nhưng thân thể dù sao chỉ có ba loại lực lượng bản nguyên rèn luyện xa xa không đạt được lục bộ chương 3326, thiên hạ đều là địch. Nói đến thú vị, trước kia Lăng Hàn một mực là khí lực cường hoành viễn siêu cảnh giới, nhưng bây giờ lại đổi ngược. Bất diệt thiên kinh đã theo không kịp, Lăng Hàn cũng không có tính toán thúc đẩy nó lên một bước, bởi vì bất diệt thiên kinh có tính hạn chế, là nhất bộ sáng tạo, còn không có tiếp xúc đến sáu loại lực lượng bản nguyên. Mà nói trắng ra, thiên tôn cường đại liền quyết định bởi lực lượng bản nguyên, vận dụng những lực lượng này mới là căn bản. Hiện tại Lăng Hàn có bó lớn thời gian, hắn dốc lòng tu luyện. Trước mắt đại cục hẳn là tương đối ổn định, dù sao có đám người xung viêm gia nhập, thực lực bên viêm xương vị diện lập tức tăng gấp bội, mà Chu Hằng, sở hạo lúc nào cũng có thể bước vào thất bộ, dù ở trước mặt cuồng loạn y nguyên phải liên tục bại lui, nhưng tin tưởng kéo tới huyền mạc vị diện thăng cấp thành vị diện siêu cấp là không khó. Đã không có lo lắng, Lăng Hàn tự nhiên cũng đặt tất cả tâm tư vào tu luyện. Hắn tìm kiếm lấy khoáng mạch, một bên lớn mạnh lấy lực lượng bản thân. Lực lượng vị diện trong cơ thể khỏe mạnh trưởng thành, theo tu vi tăng lên, số lượng vị diện cực hạn đã đột phá 200, hắn cần phí thời gian dài để những vị diện này lớn mạnh đến cực hạn trước mắt. Cái này tăng lên một chút xíu, chiến lực của Lăng Hàn liền sẽ đi theo tăng lên một chút. Thoáng chớp mắt, đã hơn 400 vạn năm trôi qua. Tu vi của Lăng Hàn quả thật có chút tăng lên, nhưng ngay cả tứ bộ hậu kỳ cũng không có đạt tới. Nơi này nguyên thạch mỏ thật sự quá ít, lấy hắn mỗi tiến một bước cần năng lượng khủng bố căn bản là không có cách nào trèo trống. Hắn tiến cảnh xác thực bởi vậy nhanh hơn một chút, nhưng nhanh có hạn. Không có cách, càng xâm nhập vào vị diện này, hoàn cảnh càng ác liệt, thiên địa càng vỡ vụn, số lượng thiên tôn thạch tự nhiên càng thưa thớt. Bất quá, nguyên thạch ít, nhưng ra hàng giá trị lại cao, thậm chí có thiên tôn ký hiệu cấp 4. Có lẽ xâm nhập xuống chút nữa, khả năng có cấp 3, cấp 2 thậm chí ký hiệu cấp 1. Ừm, Lăng Hàn đột nhiên khẽ giật mình, hắn cảm ứng được mấy đạo khí tức cấp tốc bay tới. Ai, hắn cũng không có trước tiên phá vỡ hư không rời đi, bởi vì mấy đạo khí thức kia mặc dù cường đại, nhưng lại xa xa không có đạt tới tình trạng thất bộ. Dưới thất bộ, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hiu hiu hiu, rất nhanh trước mặt Lăng Hàn liền xuất hiện 11 người. Nói là 11 người, kỳ thật cũng có chút không quá thỏa đáng, bởi vì 8 cái trong đó đúng là người, nhưng còn có ba cái lại là quái vật nhiều chân nhiều tay nhiều mặt. Ba cuồng loạn tạo vật lại thêm đám người hoàng phủ đông nhạc. Lăng Hàn, hiện tại ngươi đã bị nguyên thế giới từ bỏ vẫn là trở về chủ thể đi hoàng phủ đông nhạc nói chúng ta đều là người một nhà có tinh thần lạc ấn của chủ thể không biết cao quý hơn những sinh linh nhỏ yếu kia gấp bao nhiêu lần chỉ cần ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa chủ thể hoàn toàn có thể bỏ qua tội của ngươi lang hàn cười ha ha tốt ta hiện tại liền bỏ gian tà theo chính nghĩa vậy tốt theo chúng ta trở về gặp chủ thể chủ thể có mấy lời muốn ngay mặt nói với ngươi hoàng phủ đông nhạc nói Lăng Hàn suy cười, ta không có bị cuồng loạn khống chế, chiến lược càng chắc tuyệt, viễn siêu nó tưởng tượng, nó là ngồi không yên a. À. Cái gì ở trước mặt nói chuyện, chẳng qua là muốn giết ta, lại nghiên cứu thi thể của ta mà thôi. Lăng Hàn, người tội gì khổ như thế chứ? Hoàng Phủ Đông Nhạc tiếp tục thuyết phục, người không nên quên, người của nguyên thế giới là đối với người thế nào? Lăng Hàn gật gật đầu, ta càng không có quên, là ai hại ta thành như vậy? Ha ha, chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi hoàng phủ đông nhạc cười nói lăng hàn người đã không có đường lui hiện tại cường giả thất bộ cũng đang đuổi giết ngươi chỉ cần bị bọn hắn tìm được ngươi cũng chỉ có một con đường chết tiền đồ của ngươi quang minh như thế làm gì treo cổ ở trên ngọn cây của nguyên thế giới uy khuất của ngươi bọn hắn nhìn thấy sao lại sẽ đồng tình sao lăng hàn cười ha ha mấy trăm vạn năm không thấy không nghĩ tới tài ăn nói của ngươi tăng trưởng rồi trở về nói cho cồn loạn để nó rửa sạch cổ ta sẽ đích thân chém đầu của nó xuống. Lăng Hàn, cuồng loạn nói không chừng có mấy cái đầu, người muốn nó rửa cái cổ nào đây? Hồ nữ cười hì hì nói, cũng phải, Lăng Hàn gật đầu, vậy bảo nó rửa sạch tất cả cái cổ đi. Nghe được hai người một nói một đáp, Hoàng Phủ Đông Nhạc không nói gì nữa, hiển nhiên, Lăng Hàn ý chí kiên định, không có khả năng bị hắn khuyên. Vậy cũng chỉ có vận dụng vũ lực, hắn thở dài, đây là hạ hạ sách, bởi vì Lăng Hàn có thể tự do xuyên thẳng qua vị diện, rất khó ngăn trở người không nghe theo chủ thể kêu gọi cuối cùng sẽ bị quang huy của chủ thể hủy diệt lăng hàn cười ha ha cái vinh quang chó má gì ngược lại phát ra cho ta nhìn xem giết ba tên quái vật lục bộ giết tới mỗi một cái đều toàn lực ứng phó muốn cho lăng hàn đủ áp lực để hắn không rảnh xé mở không gian rời đi đáng tiếc mấy trăm vạn năm qua đi mặc dù cảnh giới của lăng hàn không có tiến bộ bao lớn nhưng thực lực lại tăng lên rất nhiều mặc dù vẫn không cách nào địch nổi lục bộ đỉnh phong nhưng cũng không phải không có lực chống đỡ hắn rơi vào hạ phong lại hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có nguy hiểm tính mệnh chí ít trong thời gian ngắn không cần bắt các nàng hoàng phủ đông nhạc vung tay lên mang theo bảy người còn lại thẳng hướng hổ nữ cùng nữ hoàng lang hàn tự nhiên không thể nào để bọn hắn đạt được cường thế phá vây thu nữ hoàng cùng hổ nữ vào tiên khách cư hắn ngạo nghễ mà đứng muốn đánh nhau phải không phụng bồi lang hàn người đại nghịch bất đạo, chỉ có kết cục tử vong. Hoàng Phủ Đông Nhạc nói, ôn ào, Lăng Hàn hừ một tiếng, rút ra một quyền đánh về phía hắn. Hoàng Phủ Đông Nhạc đương nhiên ngăn không được, nhưng ba lục bộ quái xuất thủ, lại hóa giải một kích này của Lăng Hàn. Cái này cần gì chứ? Hoàng Phủ Đông Nhạc cười nói, chỉ cần ngươi trở về chủ thể, ngươi sẽ đạt được lực lượng không thể tưởng tượng nổi, để những người nhục nhã ngươi kia quỳ dưới chân của ngươi. Hắn tự nhiên không phải thật sự muốn chiêu hàng Lăng Hàn, mà là cố ý nhiễu loạn tâm thần của Lăng Hàn, dù Lăng Hàn chỉ là đang lắng nghe hắn nói chuyện, đối với chiến lực của Lăng Hàn cũng sẽ sinh ra một tia ảnh hưởng. Chương 3327, từng bước khó đi. Nguyên bản ở thế yếu, một tia ảnh hưởng như thế cũng là to lớn. Lăng Hàn lại tâm lạnh như băng, chỉ vung quyền đối kháng, thỉnh thoảng sẽ thả ra hơn 200 vị diện, hình thành áp lực đáng sợ, dù ba quái vật lục bộ cũng phải chịu ảnh hưởng nhất định. Nếu như Lăng Hàn dùng những vị diện này làm vũ khí trực tiếp oanh kích như vậy ba tên lục bộ kia ngược lại không sợ muốn đánh nát những vị diện này cũng chỉ tốn hao một chút công phu nhưng bây giờ chỉ dùng để uy hiếp liền làm bọn chúng cực kỳ nhức đầu thỉnh thoảng vung ra phát xong lại thu để công kích của bọn chúng biến hình phản ứng trở nên chậm chạp kỳ thật ảnh hưởng cực lớn điều này cũng làm cho lăng hàn có thể không ngừng chống đỡ nếu không dù hắn lại yêu nghiệt cũng không có khả năng địch nổi ba tên lục bộ đỉnh phong đừng nói ba cái dù một cái cũng khó khăn bất quá như thế nào đi nữa ba lục bộ vẫn ở trên thực lực chiếm cứ thượng phong tuyệt đối rất nhanh liền để lăng hàn hiểm tượng hoàn sinh trên thân xuất hiện từng vết thương không chơi nữa lăng hàn thầm nói kỳ thật hắn đã sớm có thể đi nhưng vì kiểm tra chiến lực của mình một chút hắn vẫn quyết định đánh một chút thời gian tái chiến vậy thì không phải là khảo thí thực lực mà là chịu chết lăng hàn chạy ba lục bộ đều co cẳng đuổi theo song phương đều chạy nhanh chóng núi sông vô tận xẹt qua sau lưng bọn họ nhưng thú vị là bọn hắn thỉnh thoảng sẽ dừng lại bởi vì phía trước xuất hiện năng lượng phong bạo kinh khủng để bọn hắn nhất định phải dừng bước nếu cứng rắn xuyên cho dù là lục bộ cũng bị trọng thương cơn bão năng lượng không có khuynh hướng ai có đôi khi ngăn cản lăng hàn có đôi khi lại ngăn cản ba lục bộ tổng thể mà nói vẫn tương đối công bằng bởi vậy khoảng cách của song phương từ đầu đến cuối không có kéo ra lăng hàn đang lúc lăng hàn chạy vui vẻ chỉ thấy phía trước đột nhiên giết ra một người tân khí hổ hắn không nói hai lời trực tiếp xuất thủ với Lăng Hàn. Oanh, chiến lực lục bộ đỉnh phong bạo phát, một kích này cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn không thể không chống đỡ, cùng tân khí hổ đụng nhau một cái, để thân thể hắn chấn động, nội phủ sôi trào, cực kỳ khó chịu. Mà đúng lúc này, ba quái vật lục bộ cũng giết tới. Oanh, mặc dù ba quái vật này là người của cuồng loạn, căm thù hết thảy sinh linh của nguyên thế giới, nhưng hiển nhiên có thiên hướng, hiện tại bọn chúng đã nhìn chằm chằm Lăng Hàn, tất cả công kích đều đánh tới. Thế nào, đấu tranh nội bộ rồi. Tân khí hổ bổ sung cho Lăng Hàn một kích, nhưng cùng lúc lại cho ba quái vật một kích. Ngươi thật đúng là oan hồn bất tán, đến chỗ nào cũng có thể nhìn thấy ngươi. Lăng Hàn hừ một tiếng, hắn cấp tốc điều chỉnh hỗn loạn trong cơ thể, để chiến lực trở lại đỉnh phong. Tứ đại chiến lực lục bộ công tới, Lăng Hàn càng không có khả năng địch nổi, hắn dùng vị diện tranh thủ cho mình một ít thời gian, sau đó lại bỏ chạy. Bang, 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 Tân khí hổ cùng ba lục bộ quái đều đuổi theo nhưng bọn hắn một bên đuổi theo một bên còn kịch chiến để tràng diện trở nên cực kỳ hỗn loạn nhưng cứ như vậy chẳng khác gì là tranh thủ thời gian cho lăng hàn để hắn rất nhanh liền bỏ rơi truy binh phía sau hiện tại ta thật đúng là hai đầu không lấy lòng ai cũng muốn giết ta sao lăng hàn thì thào nói nhưng trong ánh mắt tất cả đều là ý chí chiến đấu áp lực càng lớn càng bị đái ngộ bất công thì càng để ý chí chiến đấu của hắn sụp sôi đào móc ra tiềm lực bản thân hắn tiến hành một lần bế quan ngắn ngủi tiêu hóa cảm ngộ lần chiến đấu này, loại bồi hồi ở bên bờ sinh tử này, có thể để hắn đốn ngộ rất nhanh. Hắn bắt đầu thôi diễn thiên tôn ký hiệu, đạt tới tam bộ, thiên tôn liền có tư cách thôi diễn thiên tôn ký hiệu, chỉ là đến tột cùng có mấy tam bộ có thể làm được, thôi diễn ra thiên tôn ký hiệu lại là cấp bậc gì, đó là một chuyện khác. Thiên tôn ký hiệu trong cơ thể lăng hàn nhiều lắm, hắn cố ý khống chế, lợi dụng một viên ký hiệu cấp 7 đã có đi thôi diễn ký hiệu lân cận nó. Như vậy, nếu hắn có thể thành công, liền có thể đạt được càng nhiều ký hiệu tổ hợp, so sánh với tùy ý thôi diễn ra một viên thì hữu dụng hơn nhiều. Vì cái gì không trực tiếp thôi diễn ký hiệu cấp 1? Ha ha, cái này độ khó quá cao, có lẽ có thể thành công, nhưng cũng có thể cần 100 triệu năm, 1 tỷ năm, Lăng Hàn cảm thấy vẫn là tăng lên tu vi càng trọng yếu hơn. Chỉ 3 vạn năm sau, Lăng Hàn liền thành công thôi diễn ra một viên ký hiệu cấp 7. Cái này muốn truyền đi, khẳng định sẽ chấn kinh vô số người, vẻn vẹn chỉ 3 vạn năm A, à liền thôi diễn ra một viên thiên tôn ký hiệu. ưu thế của ta nhiều lắm, trong cơ thể có vô số lực lượng vị diện, đã hơi có hình thức ban đầu của nguyên thế giới, lại lợi dụng thiên tôn ký hiệu cộng minh, cảm ngộ sau sinh tử chiến, lúc này mới chỉ tốn 3 vạn năm thời gian. Lăng Hàn tự nói, không tiếp tục bế quan nữa, bởi vì trận chiến trước đó hình thành cảm ngộ đã biến mất. Hắn tiếp tục thăm dò nguyên thạch mỏ, lại phát hiện nơi này dần dần trở nên náo nhiệt, cường giả lục bộ đến càng ngày càng nhiều, không bài trừ là tới khai thác nguyên thạch, nhưng nếu đụng vào hắn, cũng không để ý thuận tiện xuất thủ. Lăng Hàn Lâm vào khổ chiến, ở chỗ này cơ hồ khắp nơi đều có địch nhân, bởi vì cái vị diện tàn phá này thực quá nhỏ. Mấy năm sau, Lăng Hàn tìm được một không gian thông đạo, hắn tiến vào một vị diện mới. Hắn hẳn là cái thứ nhất tiến vào nơi này, bốn phía sông núi đều không có dấu hiệu bị mở đào. Nói không chừng, ta có thể ở chỗ này đạt tới tứ bộ đỉnh phong. Lăng Hàn phát động năng lực của mình, tìm kiếm nguyên thạch khoáng mạch vận khí của Lăng Hàn bắt đầu chuyển tốt, hắn mở ra thật nhiều nguyên thạch bao hàm đại dược, để tu vi của hắn rốt cục lấy tốc độ ra dáng tăng lên. Cứ theo đà này, chỉ cần mấy chục vạn năm liền có thể để hắn đạt tới tứ bộ đỉnh phong. Vấn đề là, nơi này có nhiều đại dược như vậy sao? Không quản nhiều như vậy, hết sức khai thác là được. Nữ hoàng cùng hổ nữ đều toàn lực ủng hộ Lăng Hàn, các nàng trưởng thành đều đã đến cực hạn, tứ bộ chính là cuối cùng của các nàng, có lẽ có thể dảo bước tiến lên ngũ bộ, nhưng này không biết là sự tình bao nhiêu năm sau. Cho nên, các nàng khai thác ra đại dược cũng sẽ toàn bộ giao cho Lăng Hàn, tranh thủ để Lăng Hàn mau chóng đột phá ngũ bộ. chương 3328, chiến đấu không ngừng. Cứ như vậy, tu vi của Lăng Hàn chậm chạp tăng lên, ở hơn 200 vạn năm sau, hắn cuối cùng đạt đến tứ bộ hậu kỳ, cách đỉnh phong lại tới gần một bước. Nhưng vào lúc này, thông đạo tiến vào nơi này cuối cùng bị người phát hiện, có lượng lớn cường giả xâm nhập, không chỉ thiên tôn của viêm xương vị diện, còn có thủ hạ của cuồng loạn. Lăng Hàn, hắn lại bị phát hiện, chỉ thấy 7 con cuồng loạn tạo vật xuất hiện, mỗi một con đều tản ra khí tức đáng sợ, so với hắn còn cường đại hơn. Lục bộ, toàn bộ đều là lục bộ, hơn nữa vẫn là lục bộ đỉnh phong. Cuồng loạn tạo ra lục bộ cũng không ít, nhưng đạt tới lục bộ đỉnh phong tuyệt đối không nhiều, mà có trí khôn liền càng ít. Lăng Hàn biết, cuồng loạn thật sự sinh ra kiên kỵ với mình, trước là ba lục bộ quái, hiện tại tăng thêm bốn con, rõ ràng là quyết tâm xử lý hắn. Hắn trước tiên thu nữ hoàng cùng hổ nữ, đối mặt chiến lực lục bộ, hai nữ một chút bận biểu cũng không giúp được. Vừa quát xong, bảy con lục bộ quái liền giết tới, phát ra khí thế đáng sợ, muốn oanh sát Lang Hàn thành cặn bã. "Bằng các ngươi, còn kém một chút." Lang Hàn cùng những quái vật này đối oanh, hắn biết mình không địch lại, nhưng đây là một cơ hội lịch luyện khó được, dù không cách nào sinh ra đốn ngộ, cũng có thể ma luyện chiến lược của mình, đó cũng là rất tốt. Bất quá, chiến đấu không bao lâu, Lăng Hàn liền cảm nhận được áp lực cực lớn. Cuồng loạn ở đằng sau sáng tạo ra quái vật chẳng những là lục bộ đỉnh phong, hơn nữa còn tinh thông kỹ pháp, thậm chí còn có ký hiệu cấp 2 tổ hợp. Ký hiệu cấp 1, cuồng loạn hẳn là toàn bộ phân tán ban cho đám người mông đông, hoàng phủ đông nhạc, dù nó mạnh nhất thiên hạ, cũng không có khả năng nói một lần nữa ngộ ra liền một lần nữa ngộ ra, khẳng định cần thời gian rất dài. Bởi vậy, vì để cho tạo vật của nó đủ cường đại, đạt tới trình độ oanh sát lăng hàn, nó chỉ có thể để những quái vật này vũ trang ký hiệu cấp 2 tổ hợp. Cái này kỳ thật cũng là một loại mạo hiểm, không có tinh thần lạc ấn của mình, lục bộ thiên tôn sinh ra linh trí khẳng định sẽ từ từ thức tỉnh, hình thành ý chí tự do, đi ra con đường của mình, cách ly cuồng loạn khống chế. Thiên tôn nào nguyện ý khuất ở dưới người, huống chi là lục bộ đỉnh phong, nhưng mà, thời gian ngắn những lục bộ này đều khó có khả năng thoát khỏi cuồng loạn khống chế, bọn chúng vì đánh giết lang hàn, sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Oanh, lực lượng cuồng bạo giống như biển gầm sôi trào, oanh kích về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn chống đỡ, nhưng đối thủ quá mạnh, ở số lượng lại chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, hắn tự nhiên chỉ còn lại có chống đỡ, hơn nữa hiểm tượng hoàn sinh, thời thời khắc khắc đều du tẩu ở bên bờ sinh tử. Không có cách, chiến lực của hắn rất mạnh, nhưng thân thể dù sao chỉ được ba loại lực lượng bản nguyên rèn luyện, trình độ bền bỉ xa xa không thể so sánh với lục bộ. Dù như thế, hắn cũng toàn lực nghênh chiến, không đến thời điểm hắn chân chính trèo chống không được, hắn tuyệt đối sẽ không lui lại. Lại chiến hơn 10 ngày, Lăng Hàn mới bước ra rút lui. Bảy quái vật vội vàng đuổi theo, lại bị Lăng Hàn lợi dụng địa hình nơi này không ngừng hất ra. Hắn ở chỗ này hơn 200 vạn năm, không nói đối với mỗi một chỗ rõ như lòng bàn tay, nhưng dùng để bỏ những người mới tới này lại không có vấn đề gì cả. Bảy quái vật truy kích, lại có ba con bị cơn bão năng lượng trọng thương, nếu không phải bọn chúng còn có bốn con bảo hộ, Lăng Hàn thật muốn giết cái hồi mã thương. Sau khi chạy thoát, Lăng Hàn lại bắt đầu bế quan. Dùng 3 vạn năm thời gian, Lăng Hàn tiêu hóa lĩnh mộ của trận chiến này, đồng thời cũng lợi dụng thiên tôn ký hiệu cộng minh, lại sáng tạo một ký hiệu cấp 7. Nếu như có thể một mực tiếp tục như thế, hắn tu ra toàn bộ ký hiệu cấp 7 khả năng cũng chỉ cần ước năm. Hắn xuất quan, tiếp tục tìm kiếm nguyên thạch, thật không nghĩ đến lại đụng phải tân khí hổ. Cái gia hỏa oan hồn bất tán này, Lăng Hàn thật hoài nghi kiếp trước đối phương bị mình đoạt thê, nếu không vì sao luôn nhìn chằm chằm hắn như vậy không có gì để nói nhiều, đánh. Hắn bây giờ có được lực lượng lục bộ hậu kỳ, so với tân khí hổ cũng chỉ hơi kém, cái này để hắn hoàn toàn có tư cách khí lực va chạm. Hai người đại chiến, mặc dù vẫn là tân khí hổ chiếm thượng phong, nhưng tranh lệch đã không lớn. Nếu như Lăng Hàn có thể dảo bước tiến lên tứ bộ đỉnh phong, vậy hắn liền hoàn toàn không kém gì tân khí hổ, thậm chí chiếm thượng phong cũng không hiếm lạ. Bọn hắn đều ra hết toàn lực, liều đến kịch liệt. Lăng Hàn tu ra mấy trăm vị diện, phóng ra chân áp, ngay cả cường giả lục bộ cũng phải chịu ảnh hưởng mà tân khí hổ thì có ký hiệu cấp một tổ hợp cái này cực kỳ bá đạo oanh kích ra không có gì bất diệt bọn hắn chiến đấu hơn mấy tháng cuối cùng lại có lục bộ của viêm xương vị diện xuất hiện gia nhập chiến đoàn hợp kích lăng hàn tân khí hổ lần sau tái chiến lăng hàn rút lui bất quá lần tiếp theo ta sẽ để cho ngươi khóc miệng lưỡi sắc bén tân khí hổ lạnh lùng nói hắn chỉ truy kích một hồi liền từ bỏ nơi này địa hình phức tạp dưới tình huống tốc độ không có tranh lệch quá lớn ai cũng đừng nghĩ đuổi kịp ai thiên tôn cùng dai khó giết đây cũng không phải nói một chút mà thôi sau khi thoát khỏi tân khí hổ lăng hàn tự nhiên lại bắt đầu bế quan mặc dù tân khí hổ rất chán ghét nhưng làm đối thủ ma luyện lại tương đối tốt dưới tình huống một đối một trước mắt có thể cho lăng hàn áp lực như thế cũng chỉ có tân khí hổ ngô hảo dương lâm u liên thật sự là đúng dịp sau khi lăng hàn xuất quan hắn rất nhanh lại gặp tân khí hổ không có gì để nói hai người tái chiến so sánh với trận chiến trước lang hàn có tiến bộ rất lớn nhưng tân khí hổ với tư cách kỳ tài ngút trời làm sao có khả năng không có tiến bộ vẫn là tân khí hổ chiếm thượng phong nhưng ưu thế của hắn cũng càng ngày càng nhỏ thật đúng là để ngươi thành vây cánh tân khí hổ nghiêm nghị nói đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận lang hàn từ tốn nói song quyền vung càng gấp hơn hừ đợi ta rảo bước tiến lên lục bộ giết ngươi dễ như trở bàn tay Tân khí hổ nói, nói nhảm, nếu ta dảo bước tiến lên lục bộ, giết người càng giống như đánh con trai. Lăng Hàn đối trọi gay gắt, chương 3329, đại dược hồng sắc. Hai người chẳng những trên tay đánh mãnh liệt, ngoài miệng càng đánh kịch liệt, Lăng Hàn đã sớm cùng đại hắc tổ luyện được ác khẩu, không nghĩ tới tân khí hổ cũng không phải loại lương thiện, công phu miệng lưỡi hoàn toàn không kém Lăng Hàn. Trận chiến này, lại kéo dài gần một tháng, lúc này hai người mới vẫn chưa thỏa mãn ngưng chiến cũng không phải có người xông tới, đánh gãy bọn hắn chiến đấu, mà là chiêu thuật bọn hắn có thể sử dụng đều dùng một lần, tiếp tục đánh xuống chỉ là lặp lại, căn bản không làm gì được đối thủ. Cho nên cùng lãng phí thời gian, không bằng ngưng chiến, tiêu hóa kinh nghiệm trận chiến này. Ở dưới áp lực của tân khí hổ, Lăng Hàn lại tu ra một viên ký hiệu cấp 7, để hắn có một loại ý nghĩ muốn cảm tạ tân khí hổ. Cảm tạ tốt nhất đối với ngươi, chính là đánh nổ ngươi. Lăng Hàn thầm nói, hắn xuất quan, tiếp tục tìm kiếm nguyên thạch khoáng mạch, hắn lật sông núi trùng điệp, lưu chuyển khắp rãnh biển khô cạn, sâu không biết bao nhiêu, khắp nơi tìm mỏ. chỉ là người tiến vào tầng vị diện này càng ngày càng nhiều, cạnh tranh càng lúc càng lớn, hắn thu hoạch cũng càng ngày càng nhỏ. mấy năm sau, hắn cuối cùng tìm được một mạch khoáng. rốt cục khai trương, lăng hàn xoa xoa tay, có chút hưng phấn, đã mấy vạn năm không có phát hiện rồi a. À. hắn đo đạc khoáng mạch, lông mày nhăn lại bởi vì hắn ở chỗ sâu của khoáng mạch phát hiện một vật thể không biết cái gọi là không biết không phải hắn không nhận ra đồ chơi này là cái gì mà là hắn căn bản không nhìn thấy đồ vật kia rất lớn bị năng lượng cường đại bao vây ngăn cách thần thức của hắn hắn hết sức kinh ngạc cái này là thứ gì thế mà để thần trí của hắn không cách nào xuyên thấu móc ra nhìn xem lăng hàn ra sức đào thiên tôn thạch cũng không phải cứng bao nhiêu hắn rất nhanh liền đào tới chỗ sâu của khoáng mạch lập tức một cô áp lực đáng sợ đánh tới để hắn cất bước gian nan hắn không khỏi kinh ngạc hắn là chiến lực lục bộ thế mà không địch lại cỗ khí thế này chẳng lẽ trong này có đồ vật cấp bậc thất bộ đại dược hồng sắc sao lăng hàn không khỏi tràn đầy ước mơ đại dược hồng sắc trước vẫn luôn ở trong truyền thuyết chỉ có đại năng thông qua quy luật của đại dược phỏng đoán có loại đại dược này tồn tại mà thôi đại dược cam sắc có thể để cường giả tứ bộ tiến thêm một bước đạt tới ngũ bộ mà đại dược hồng sắc thì có thể để cường giả ngũ bộ rảo bước tiến lên lục bộ. đương nhiên, cái này chỉ là gia tăng một chút xíu cơ hội mà thôi. hiện tại lăng hàn cần nhất chính là thời gian. hắn tin tưởng mình không dựa vào ngoại lực cũng có thể rảo bước tiến lên ngũ bộ, lục bộ. nhưng nếu có đại dược hỗ trợ, không thể nghi ngờ sẽ để cho thời gian này rút ngắn vô số lần. tới đi, tới đi. hắn lại đào vài thước, phát hiện áp lực này càng lúc càng lớn, để hắn giống như biến thành người bình thường vây ở trong vũng lầy, cực kỳ phí sức. hắn ra sức tiếp tục rốt cục, phía trước xuất hiện một vòng màu đỏ thắm. Đại dược hồng sắc sao, Lăng Hàn kinh ngạc, gốc đại dược này không khỏi cũng quá lớn đi. Trước mở ra đại dược cũng chỉ dài một thước, lại lớn cũng không đến đâu, nhưng cái này chỉ ít cũng dài ba thước. Không hổ là đệ nhất đại dược, Lăng Hàn lại đào, lại vài kích chặt xuống dưới, hắn không khỏi lộ ra chấn kinh. Đây là đại dược, xuất hiện ở trước mắt hắn, đúng là vỏ bọc màu đỏ thắm. Hắn vung thêm vài kích, lại há to miệng, thân hình run lẩy bẩy. Bởi vì bên trong lộ ra, vậy mà là một góc y phục, một phần của một chiếc váy, tỏa ra uy áp kinh thiên. Chỉ là một cái váy đương nhiên không có khả năng cho hắn áp lực lớn như vậy, nhưng thiên tôn bảo khí mạnh hơn cũng có cực hạn, cái kia chính là lục bộ. Thất bộ, chỉ có thất bộ thiên tôn mới có thể có được lực lượng thất bộ, không tồn tại bất luận đồ vật gì có thể sánh vai. Nói cách khác, trong này trôn giấu lấy một cường giả thất bộ. Không thể nào, Thất bộ đời trước của nguyên thế giới không phải toàn bộ xuất hiện sao? Năm người xung viêm lại thêm Hoàng Sa Thiên Tôn chết đi, hết thảy mới 6 cái. Tiếp tục đào sao? Lăng Hàn có chút do dự, cái này lại muốn đào ra một thất bộ thi, giống như cũng không có ý nghĩa gì a. À. Do dự của hắn chỉ là trong nháy mắt, lập tức lại đào. Hắn là người hiếu kỳ, làm sao cũng muốn tìm hiểu rõ ràng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục, khí tức thất bộ không ngừng tràn ra, để sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch. Chớ nhìn hắn có chiến lực lục bộ, nhưng thất bộ đối với bất luận tồn tại gì cũng là nghiền ép, lại thêm hắn chỉ có được chiến lực lục bộ mà thôi, cũng không phải lục bộ chân chính, khí lực kém quá nhiều. Giờ khắc này, Lăng Hàn thật có dự định từ bỏ. Nhưng vào lúc này, ông, cố áp lực cường đại kia trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Không ảnh dương động, một người đột nhiên dựng lên nửa người trên. Vô số đá vụn rơi xuống, nhưng Lăng Hàn lại không có cảm giác chút nào, chỉ nhìn chằm chằm người trước mặt. Đây là nữ tử phong hoa tuyệt đại, đẹp đến mức không cách nào hình dung. Nữ hoàng, hổ nữ đẹp cũng không kém nàng, nhưng nữ tử này lại có một loại khí chất không cách nào hình dung, để nàng lộ ra linh hoạt kỳ ảo. Nữ tử này nguyên bản nhắm hai mắt, bây giờ lại bỗng nhiên mở ra, lập tức để nàng tăng thêm một cỗ linh động khí, cũng làm cho nàng sinh ra áp lực kinh người, ngay cả lăng hàn cũng mồ hôi lạnh chảy dòng. Thất bộ, tuyệt đối là thất bộ trí tôn, tại sao lại chạy đến một thất bộ, nếu như lúc trước có thất bộ còn sống, như vậy đám người sung viêm thiên tôn khẳng định sẽ nói, càng sẽ đi tìm. Hơn nữa, lúc trước người kiềm chế diệt tuyệt cũng chỉ có hoàng sa thiên tôn, không có người thứ hai nha. Cho nên liền cổ quái, tên thất bộ này từ đâu ra? Lăng Hàn phản ứng đầu tiên chính là chuồn, nhưng hắn lập tức phát hiện, mặc dù con mắt của nữ tử này đẹp đến kinh người, thâm thúy tựa như biển, nhưng lại tràn đầy mờ mịt, chân thuần, loại ánh mắt này chỉ có ở trên thân hải nhi mới có thể nhìn thấy, Đường đường thất bộ thiên tôn, lại là một hài nhi tân sinh. Sao có thể như thế? Thiên tôn bị thiên địa chán ghét, thiên địa tuyệt không có khả năng đi dựng dục ra một thất bộ. Chẳng lẽ còn có quyền trục vị diện phiên bản tăng cường, trực tiếp tạo ra được một thất bộ? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, cuồng loạn chính là vị diện, hơn nữa là vị diện siêu cấp, nó cũng không cách nào tạo ra thất bộ, vị diện khác lại dựa vào cái gì làm được? Chương 3330, chỉ đạo, người tốt, Lăng Hàn lộ ra nụ cười tận lực để cho mình lộ ra ôn nhu dễ thân. Nữ tử áo đỏ có chút lệch đầu, nhìn chằm chằm lăng hàn. Ngươi, tốt, nàng cắn chữ không rõ, như bi bô tập nói. Chẳng lẽ năm đó nguyên thế giới tan vỡ, để thần hồn của nàng nhận lấy đả kích cường liệt, mới trở nên như thế. Đây cũng không phải là không có khả năng, thất bộ bất diệt, kia là vì nhục thể của bọn hắn được 6 loại hạt bản nguyên rèn luyệt, nhưng thần hồn là không đạt tới cấp bậc này, tỉ như nguyên thế giới hủy diệt xung kích liền có thể oanh nát hoàng sa thiên tôn chính là chứng cứ rõ ràng nhục thân vô hại nhưng thần hồn lại chết cho nên nếu nữ trí tôn này là lúc trước thần hồn bị trọng thương hiện tại biến thành hài nhi cũng không kỳ lạ chỉ là thiên tôn mở ra thần trí tốc độ trưởng thành sẽ vô cùng kinh người thất bộ càng không cần nói ngươi tên là gì lang hàn lại hỏi ngươi tên là gì trí tôn này cũng hỏi mặc dù nói từng chữ nhưng rõ ràng hơn trước rất nhiều được rồi hỏi không lang hàn thở dài đây là muốn dạy tiểu hài học nói sao. Hắn không dám để cho nữ hoàng cùng hổ nữ ra, nữ trí tôn này căn bản không hiểu thu liếm khí thức của mình, ngay cả hắn cũng áp lực to lớn, làn da phảng phất như muốn xé rách. Nữ hoàng cùng hổ nữ kém xa tiết tắp, ở trước mặt cỗ khí thức này chắc sẽ bị sinh sinh sụp đổ. Vậy thì dạy a à, lăng hàn dạy nữ trí tôn học nói, không thể không nói, trong lòng của hắn vẫn còn có chút kiêu ngạo, đây chính là một tên thất bộ, hắn cũng có thể làm lão sư của thất bộ năng lực học tập của thất bộ đương nhiên mạnh, chỉ mấy ngày kế tiếp, nữ trí tôn kia cũng đã học xong nói chuyện, nhưng trí lực của nàng lại không dám tăng bốc, còn dừng lại ở cấp độ tiểu hài ba tuổi. Lăng Hàn dạy nàng làm sao thu liếm khí tức, lại muốn tiếp tục như thế, toàn thân hắn cũng sẽ nứt ra. Nữ tử áo đỏ học mấy ngày, rốt cục học xong làm sao khống chế khí tức? Nếu nàng không chủ động hiển lộ, ngay cả lục bộ cũng không thể phát hiện nàng mạnh mẽ đến mức nào. Lang Hàn thả nữ hoàng cùng hổ nữ ra tiên khách cư hai nữ thấy đột nhiên nhiều hơn một nữ tử dung mạo tuyệt mỹ không khỏi kinh ngạc nữ tử này đẹp tuyệt đối không thua kém các nàng nàng là ai vậy Hổ nữ tò mò hỏi nàng là ai vậy nữ tử áo đỏ cũng đồng dạng nghiêng đầu qua hỏi hiện tại nàng giống như tiểu cốt lúc trước thích nhất chính là học vẹt mở tảng đá móc ra lang hàn gian tay ồ hai nữ đều kỳ quái nhìn chằm chằm nữ tử này nữ tử áo đỏ cũng nghiêng đầu qua nhìn xem các nàng trong ánh mắt cũng tràn đầy hiếu kỳ vì sao hai người này không giống Lăng Hàn chứ? Không nên xem thường nàng, nàng là thất bộ. Lăng Hàn nói, cái gì, nữ hoàng cùng hổ nữ đều giật nảy mình, trên đời này không có tồn tại khủng bố hơn cường giả thất bộ a. À. Phu quân, người đây là cái vận khí gì, ngay cả cường giả thất bộ cũng bị ngươi mở ra. Nữ hoàng cảm khái nói, trước kia Lăng Hàn liền mở ra một tên thất bộ, nhưng đó là một cỗ thi thể, không giống hiện tại, chính là tồn tại sống sờ sờ cái này nếu truyền đi khẳng định sẽ hù chết một đám người nữ tử áo đỏ thì cười hì hì nàng chính là tiểu hài thích náo tinh nghịch ngươi tên là gì hổ nữ tò mò hỏi nữ tử áo đỏ nghiêng đầu ta không có danh tự hổ nữ không khỏi tràn đầy phấn khởi bản nữ đặt cho ngươi một cái đi tốt ga nữ tử áo đỏ vỗ tay tựa hồ nàng cảm thấy hổ nữ nói chuyện thú vị cũng học theo nói nữ muốn một cái tên không đúng nữ là chỉ có nữ mới có thể sử dụng Hổ nữ cường điệu nói, nữ tử áo đỏ cái hiểu cái không, mờ mịt gật đầu. Hổ nữ rất hăng hái, đây chính là đặt tên cho một thất bộ, cảm giác cực kỳ thành tựu. Ngươi liền gọi báo muội đi, nàng nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghĩ đến một cái tên. Lăng Hàn không khỏi nhe răng, lúc trước hắn định đặt cho hổ nữ cái tên này, nhà đầu này còn muốn phát dương quang đại sao. Một thân áo đỏ, không bằng lấy tên hồng y, nữ hoàng đề nghị, nàng cũng khó được có hứng thú đi quan tâm sự tình người khác dù sao cũng là thất bộ a à, báo muội êm tai hơn hổ nữ kiên trì vẫn là hồng y thích hợp chút nữ hoàng cũng không nhượng bộ hai nữ lại đấu võ mồm đều muốn đạt được quyền lực đặt tên cho thất bộ tuyệt tuyệt hỏa nữ từ áo đỏ đột nhiên mở miệng nàng chỉ mình nữ thích cái tên này được rồi hai nữ đều không có thoại nguyện hổ nữ thì nhảy cẳng lên không cho phép đoạt danh tự của nữ nữ từ áo đỏ tuyệt hỏa thiên tôn nàng hì hì cười một tiếng nếu là tuyệt hỏa mặc cho hổ nữ nổi trận lôi đình như thế nào liên tục kháng nghị tuyệt hỏa thiên tôn lại không thèm để ý nhận định cái danh tự này lang hàn thử hỏi nàng sự tình liên quan tới trước khi ngủ say nhưng tuyệt hỏa thiên tôn lại cái gì cũng không nhớ ra được nàng ngay cả học nói cũng chỉ vừa mới bắt đầu đâu còn có trí nhớ trước kia đi đi địa phương khác dạo a à. lang hàn từ bỏ tuyệt hỏa là thất bộ có thể mang chúng ta đi vị diện cấp độ càng sâu hay không nữ hoàng nói lang hàn gật đầu ha ha vẫn là người hiểu ta nhất, nói bậy, nữ cũng hiểu đấy. Hổ nữ vội vàng nói, bốn người trực tiếp đi xuống phía dưới, muốn cưỡng ép xâm nhập vị diện kế tiếp. Chỉ chốc lát, liền nhìn thấy hạt bản nguyên hình thành ngọn lửa đang cháy hừng hực, càng tiếp cận vị diện hạch tâm, áp lực càng khủng bố, có thể đốt lục bộ thiên tôn thành cho bụi. lang Hàn đẩy tuyệt hỏa thiên tôn ra, nhưng vị nữ trí tôn này căn bản không có đảm lượng gì, hét lên một tiếng, lập tức lại chạy trốn trở lại. Bất quá nàng quá cường đại, rít một tiếng, để màng nhĩ của ba người lăng hàn vỡ tan, chảy ra máu tươi. Những hỏa diễm bản nguyên kia cũng như gặp phải đả kích, nhao nhao ảm diệt. Tuyệt hỏa thiên tôn không khỏi sướng sờ, không nghĩ tới mình kêu một tiếng uy lực sẽ cường đại như thế, nàng hiếu kỳ, lại giết một tiếng, cuồn cuộn mà động, để hỏa diễm càng xa xôi hơn diệt đi. Lăng hàn liền tranh thủ thu hổ nữ cùng nữ hoàng vào tiên khách cư, lại lấy lực lượng bản thân tiến hành bảo hộ, bằng không thì dù được thiên tôn bảo khí che trở lại như thế nào, khẳng định sẽ để cho người ở bên trong chấn thành bọt máu. Hắn thì dùng hai tay che bên tai, nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi toàn thân. Sinh sinh xé rách, thất khiếu chảy máu. Chương 3331, rung động một. Ngưng, 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 hắn kêu lên, Tuyệt Hỏa Thiên Tôn chơi đến hưng phấn, căn bản không nhìn hắn tồn tại, đợi cho rốt cục phát hiện hắn không thích hợp, làm Hàn đã thành một huyết nhân, toàn thân sớm vỡ vụn không chịu nổi. Ngươi làm sao vậy? Nàng nghiêng đầu qua hỏi, mặt mũi tràn đầy vô tội. Lăng Hàn im lặng, bị người đã thương thành bộ dáng này, hết lần này tới lần khác còn không thể báo thù, để hắn phiền muộn. Cũng đừng nói hiện tại hắn đánh không lại đối phương, coi như đánh thắng, hắn lại có ý khi dễ một đứa bé sao. Được rồi, cái thua thiệt này là ăn chắc, tới tới tới, chúng ta trước tiên lui ra ngoài, ta dạy ngươi mấy chiêu. Lăng Hàn thở dài, muốn để tuyệt hỏa mở đường, như vậy trước phải để đối phương học được khống chế lực lượng, dùng lực như thế nào, nếu không, không đợi tiến vào tầng vị diện tiếp theo, hắn liền cúp trước. Tuyệt hỏa còn muốn chơi, nhưng nhìn thấy Lăng Hàn một đường đi trở về, đành phải dầu dĩ không vui theo sát. Sau đó, Lăng Hàn liền dạy tuyệt hỏa làm sao sử dụng lực lượng bản thân. Thất bộ chính là thất bộ, tuyệt hỏa học được rất nhanh, đoán chừng chỉ cần thời gian mấy tháng, nàng có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng của mình. Nhưng chỉ mấy ngày trôi qua, Lăng Hàn liền bị người phát hiện. Lần này là người của viêm xương vị diệt, hết thảy có 7 người, tự nhiên đều là lục bộ nhạc bác dung lang hàn lập tức nhận ra một người trong đó lão gia hỏa này quả nhiên tập trung tinh thần muốn giết hắn ra sức tìm hắn như vậy lang hàn tìm được ngươi rồi nhạc bác dung lành lạnh nói Lăng hàn a à một cái vậy thật là chúc mừng ngươi chúc mừng ta nhạc bác dung hừ một tiếng ngươi cho rằng đây là chơi sao bản tôn tìm tới ngươi ý nghĩa giờ chết của ngươi đã đến hắn lành lạnh nói lang hàn tự nhiên không thèm để ý chút nào ngay cả bảy lục bộ vây công lại như thế nào chẳng lẽ còn có thể miểu sát hắn sao chỉ cần không thể miểu sát hắn hắn liền có thể xé mở hư không trở lại nguyên thế giới không người có thể truy kích huống chi hiện tại bên người hắn còn có một thất bộ các ngươi ngược lại đi thử một chút xem vậy thì phóng ngựa tới xem ta thu thập ngươi như thế nào lang hàn cười nói lên không cần khách khí nhạc bác dung lạnh lùng nói bảy tên lục bộ vây quanh tới tản ra áp lực xâm xâm trên đời này tổng cộng bao nhiêu tên lục bộ, chừng trăm cái, lúc trước có thể nhiều hơn một ít, nhưng trước bạo phát nội loạn, lục bộ cũng có một ít vẫn lạc, cho nên hiện tại chỉ khoảng một trăm, nhiều cũng nhiều không được mấy cái. Mặc dù lục bộ không thể xưng trí tôn, nhưng cũng là cường giả hiếm thấy trong thiên hạ, mỗi một cái đều có thực lực quét ngang vạn cổ. Bảy người nhạc bác dung vây quanh tới, đều đằng đằng sát khí. Đây là một người nhất định phải xử lý, giống như nhạc bác dung càng nhiều hơn chính là vì báo thủ giết con, mà đổi thành 6 người khác thì cho rằng Lăng Hàn quá mức yêu nghiệt, một khi để hắn có được chiến lược thất bộ, vậy sẽ tạo thành phá hư không thể đo lường cho nguyên thế giới. Các người muốn làm gì? Tuyệt hỏa thiên tôn có chút khiếp đảm nói, những người này đằng đằng sát khí, hù chết nàng A. À. Cùng tiểu tử này chung một chỗ, khẳng định cũng không phải vật gì tốt, cùng một chỗ làm thịt. Một tên lục bộ nói, nhạc bác dung xuất thủ trước, oanh, một trưởng của hắn dương động, đánh về phía lăng hàn cùng tuyệt hỏa. A, à, Tuyệt hỏa thiên tôn nhìn thấy một trường này đánh tới, phản ứng đầu tiên không phải trốn tránh hoặc chống đỡ, mà là dọa đến ôm đầu thét lên, song âm hóa thành khí lãng, chấn động về bốn phía. Lăng hàn đã sớm chuẩn bị, chẳng những bưng kín lỗ tai, hơn nữa còn vận chuyển ra hơn trăm vị diện phòng ngự. Tạp tạp tạp, trên vị diện hiện ra từng vết nứt, còn tốt không có vỡ vụn. Dù như thế, trong lỗ mũi lăng hàn vẫn chảy ra máu tươi, không có cách nào hoàn toàn miễn trừ đả kích lần này. Hắn cũng như thế huống chi đám người nhạc bác dung ai cùng bị đánh bay ra ngoài quần áo toàn thân đều rách tung tóe làn da cũng đã nứt ra máu chảy ồ ạt lục bộ lại như thế nào ở trước mặt thất bộ một tiếng giết gào liền bị chấn đến tóc tai rối bời thất khiếu chảy máu lăng hàn thừa cơ giết ra hắn thẳng đến nhạc bác dung lão già chết tiệt này ba phen mấy bận nhầm vào hắn quá ghê tởm banh bành bành, hắn vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó ký hiệu cấp 8 toàn bộ vận chuyển ra ra chỉ nghìn lần lực lượng lấy lực lượng lục bộ hậu kỳ của hắn, đã đạt đến tình trạng nghiền ép nhạc bác dung. Hiện tại nhạc bác dung đang tâm tình khuấy động, ai có thể nghĩ tới, một nữ tử nhìn như yếu đuối, lại có thể bộc phát ra chiến lực đáng sợ như vậy. Hắn là lục bộ A, nhưng lục bộ thế mà không chặn được một tiếng la, điều này có ý vị gì? Nữ tử này là thất bộ trí tôn, nhưng sao có thể như thế chứ? Hai đời nguyên thế giới cộng lại mới 10 thất bộ, coi như về sau sẽ còn gia tăng, vậy cũng hẳn là từ trong đám người chu hằng sở hạo, kim tàm sinh ra, tuyệt không có khả năng là nữ nhân này. Cái này còn không phải trọng điểm, trọng điểm là, hắn thế mà xuất thủ với một vị thất bộ trí tôn, đây là tự tìm đường chết sao. Dù tâm tính của hắn cực kỳ tỉnh táo, nhưng bây giờ trong lòng cũng lo sợ không yên, cũng bởi vậy, đối mặt lăng hàn công kích mưa to gió lớn, hắn cũng chỉ có từng bước lui lại. Sáu tên lục bộ thiên tôn khác cũng chấn kinh đến tê cả ra đầu, bọn hắn kinh ngạc nhìn tuyệt hỏa thiên tôn, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma nhưng cũng không thể một mực tiếp tục như vậy a à. bái kiến đại nhân bọn hắn cùng nhau hành lễ với tuyệt hỏa thiên tôn tuyệt hỏa thiên tôn mờ mịt nhìn những người này vừa rồi các ngươi hung như vậy hiện tại lại ăn nói khép nép muốn làm gì đấy nàng yếu ớt nói các ngươi làm gì muốn đánh nữ phốc các cường giả lục bộ không khỏi há to miệng một người càng trực tiếp phun ra cho dù là lục bộ hàm dưỡng cũng không đủ a à. nữ có thiên tôn nào sẽ tự xưng như vậy nhất là vị này là thất bộ trí tôn bất tử bất diệt hình tượng lập tức ầm vang sụp đổ a à. xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào một tên lục bộ ôm quyền hỏi tuyệt hỏa thiên tôn lập tức tới hào hứng ưỡn ngực một cái nếu chính là tuyệt hỏa tuyệt hỏa sáu tên thiên tôn kia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều lộ ra rất buồn bực đừng nói thất bộ trước kia cũng chưa nghe nói qua một vị thiên tôn như thế a chương ba nghìn ba trăm ba mươi hai rung động hai thiên tôn không có khả năng không có căn cứ đụng tới đương nhiên, đến từ đời trước của nguyên thế giới ngoại lệ. Chờ chút, chẳng lẽ người này là trí tôn đời trước của nguyên thế giới? Đúng đúng đúng, đây là suy đoán cực kỳ có khả năng. Bái kiến tuyệt hỏa đại nhân, lục đại cường giả lần nữa kho mình hành lễ. Tuyệt hỏa dương dương đắc ý, nhưng cầm nhìn trái lại nhìn phải, đối với cái này hết sức hài lòng. Lục đại cường giả thì càng thêm buồn bực, đây thật là một vị thất bộ trí tôn sao. Nhưng bọn hắn đều tự mình lĩnh giáo qua nữ tử này lợi hại, muốn nói nàng không phải thất bộ như vậy cái gì mới là thất bộ. Bọn hắn chỉ có ở một bên nhìn, Lăng Hàn cùng thất bộ kia rõ ràng quan hệ rất sâu, nếu như nàng không mở miệng, bọn hắn làm sao dám ra tay đi đối phó Lăng Hàn. Chán sống sao, lại nói Lăng Hàn toàn lực bộc phát, nhạc bác dung vốn không phải đối thủ của hắn, lại thêm trước đó bị tuyệt hỏa chấn thương, mặc dù bị thương không phải rất nặng, nhưng kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng chiến lược một chút. Ở dưới thế tiến công như nước thủy triều của Lăng Hàn, ảnh hưởng này cũng đang không ngừng phóng đại, để hắn thế yếu càng ngày càng rõ ràng nhạc bác dung không khỏi ngạc nhiên vừa mới qua bao lâu hắn liền không phải là đối thủ của lăng hàn rồi cứ theo đàn này đừng nói báo thủ giết con ngay cả hắn cũng phải nuốt hận ở trong tay lăng hàn hắn vội vàng nói các vị đạo hữu còn không xuất thủ thật để cho nghịch tử này quát tháo sao lục đại cường giả nhìn nhau cuối cùng lại nhìn về phía tuyệt hỏa thiên tôn nhưng nàng lại không hề mở miệng như vậy ai dám xuất thủ coi thất bộ trí tôn là bài trí sao Lăng Hàn công kích càng ngày càng mãnh liệt, hắn nhất định phải ở trong một canh giờ bộc phát xử lý Nhạc Bác Dung, nếu không, dù hắn lại dùng ký hiệu cấp 9 tổ hợp, chiến lược tăng lên liền sẽ rất xuống hơn 200 lần, như vậy muốn oanh sát Nhạc Bác Dung liền khó khăn. Dù sao cũng là lục bộ, từ xưa đến nay căn bản không có mấy người có thể đạt tới dạng độ cao này, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài, bá chủ trong bá chủ. Nhạc Bác Dung cũng biết điểm ấy, hắn toàn lực phòng thủ, không cầu có công, nhưng cầu chống nổi một canh giờ này hắn tế ra thiên tôn bảo khí, chính là một cây trường thương màu bạc, cuốn múa hóa thành từng con bạch long, có được uy lực lớn lao. Từ khi hắn dảo bước tiến lên lục bộ, liền không còn động tới thiên tôn bảo khí, bởi vì đối với chiến lực của hắn tăng lên đã không có ý nghĩa, nhưng bây giờ hắn lại tế ra, đủ thấy tình huống của hắn ác liệt đến cỡ nào. Coi như chỉ có một chút xíu tăng lên cũng như cây cỏ cứu mạng, đây là tuyệt vọng cỡ nào. Lăng hàn thét dài không dứt lão vương bắt đàn, lần này tuyệt không thể để ngươi chạy. Ông, hắn tế ra tất cả vị diện, lập tức liền có hơn 300 vị diện cao cấp nổi lên, chiếu rọi chư thiên, tạo thành áp lực không cách nào hình dung. Phốc, động tác của nhạc bác dung cứng đờ, lập tức bị lăng hàn một quyền oanh chúng, để hắn bạo phun máu tươi, ngũ tảng cũng phun ra, tất cả đều vỡ vụn. Đại nhân, còn xin hạ thủ lưu tình, thấy nhạc bác dung thật muốn treo, sáu tên cường giả kia cuối cùng nhịn không được mở miệng, nhìn tuyệt hỏa thiên tôn cầu tình. Tuyệt hỏa nghiêng đầu, mờ mịt nhìn lục đại cường giả. Các ngươi là đang nói chuyện với ta sao? Nhưng rõ ràng là Lăng Hàn đang đánh nhau, cùng nàng có quan hệ gì? Nhìn thấy bộ dáng này của Tuyệt Hỏa Thiên Tôn, Lục Đại Cường giả cũng không hiểu thấu, ngươi muốn thả nhạc bác sung một ngựa, gật đầu là được, còn nếu không đáp ứng, như vậy vô luận là hừ lạnh một tiếng, hay căn bản không thêm để ý tới cũng có thể a. À. Nhưng nghiêng đầu nhìn bọn hắn như vậy là có ý gì? Đùa bọn hắn chơi sao? Nếu đổi một người khác, như vậy bọn hắn khẳng định giận tím mặt trực tiếp xuất thủ chụp chết đối phương. Nhưng bây giờ bọn hắn đối mặt là một vị thất bộ trí tôn, coi như biết rõ đối phương là đang chiêu chọc bọn hắn, bọn hắn lại có thể thế nào. Đạt tới thất bộ, có thể muốn làm gì thì làm, thiên địa cũng không chấn áp được, hoàn toàn không cần để ý bất luận kẻ nào cảm thụ. Lăng Hàn điên cuồng tấn công, ong ong ong, hắn phóng ra tất cả vị diệt, hiện tại chỉ có một đối thủ, hơn nữa bị hắn áp chế, hắn cũng không lo lắng nhạc bác dung còn có dư lực đi phá hư vị diện của hắn, như vậy đối phương thật sự là ngại chết không đủ nhanh. Cái này cho nhạc bác dung áp lực không cách nào hình dung, để tình huống của hắn càng ngày càng hỏng bét, không thể không xin giúp đỡ. Lục đại cường giả thì trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thật sự là bị lăng hàn làm cho khiếp sợ. Mấy trăm vị diện, đây là khái niệm gì? Phải biết, trong bọn họ cũng chỉ có ba cái ở thời điểm chuẩn thiên tôn ôn dưỡng một vị diện, khiến cho chiến lực siêu việt cùng dai, thế nhưng vẻn vẹn chỉ một cái mà thôi. Trước đó viêm xương vị diện cũng chỉ có năm tên thất bộ, ngoại trừ hậu đại, đồ tử đồ tôn của bọn hắn, những người khác làm sao có thể đạt được thất bộ chiếu cố, thay bọn hắn mở không gian đan điền, dung nạp vị diện thứ hai. Coi như có may mắn như vậy, tỉ như lâm u liên, tân khí hổ. Thế nhưng so với lăng hàn lại như thế nào, kém đến chân trời, đây chính là thủ đoạn của cuồng loạn sao. Sáu người này đều nghĩ đến, chẳng lẽ cuồng loạn đáng sợ như vậy, thất bộ chỉ có thể cho người ta dung nạp nhiều một vị diện, nhưng cuồng loạn lại có thể làm mấy trăm. Đại nhân, nhạc bác sung chính là chủ lực đối kháng cuồng loạn chúng ta hết thảy mới chừng trăm lục bộ há có thể hao tổn ở nơi này một tên lục bộ đánh bạo nói với tuyệt hỏa thiên tôn tuyệt hỏa nghiêng đầu bất mãn nói tại sao các ngươi muốn hỏi nữ nữ cũng không biết các ngươi đang nói cái gì các ngươi thật là phiền nữ chán ghét các ngươi lục đại cường giả kinh hãi thất bộ nói chán ghét bọn hắn đây là muốn xuất thủ sao bọn hắn vội vàng lui lại một khi thất bộ xuất thủ không ai có thể ngăn cản ngưng tụ sáu loại lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, cái này cường đại đến không cách nào hình dung, căn bản không có khả năng đối kháng. Các ngươi, Nhạc Bác dung tức chết, hắn sắp bị đánh nổ, nhưng đồng bạn chẳng những không có nghĩ cách cứu viện, ngược lại lui ra phía sau, kéo khoảng cách ra xa xa, đây coi như là heo đồng đội sao? Chương 3333, oanh sát, nhưng hắn căn bản không rảnh trách cứ, lang hàn công kích quá mức cuồng bạo, rõ ràng muốn ở trong vòng một canh giờ đánh nổ hắn, thế công như bài sơn đảo hải một quyền vung ra, sơn băng điện liệt, toàn bộ vị diện đều đang run rẩy, dẫn phát cơn bão năng lượng đáng sợ. Cái này không thể nghi ngờ để chiến đấu trở nên càng thêm nguy hiểm, nhạc bác dung chẳng những muốn đối kháng áp lực đến từ lăng hàn chính diện, còn phải đề phòng phía dưới lúc nào cũng có thể trùng kích ra cơn bão năng lượng, cái này tự nhiên để hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, tràn ngập nguy hiểm. Năng lượng phong bạo này đương nhiên cũng công bằng, đồng dạng tạo thành áp lực cực lớn cho lăng hàn, nhưng lăng hàn lại quyết định chủ ý, chính là lấy thương đổi thương, hắn chiếm thượng phong, tiếp nhận cơn bão năng lượng nhiều nhất trọng thương, nhưng nhạc bác dung lại là muốn chết. Lục đại cường giả nhìn ở trong mắt, nhưng chẳng những không cách nào nghĩ cách cứu Việt, ngay cả mở miệng cầu tình cũng không dám, bởi vì tuyệt hỏa thiên tôn đã khiển trách bọn hắn chán ghét, ai còn dám đi đụng hỏng súng. Bành, nhạc bác dung bị lăng hàn oanh bạo cánh tay trái, máu tươi nổ tung, bay tán loạn đầy trời. Lục bộ cường đại đến tột đỉnh, huyết dịch này bay tới chỗ nào, nơi đó liền như bị trọng kích nhào nhào nát tan lang hàn cũng phun ra một ngụm máu tươi vì cho nhạc bác dung một kích này hắn cũng bị cơn bão năng lượng trùng kích đây là nhất định phải trả ra đại giới hắn như không có cảm giác thế công y nguyên nhạc bác dung hít một hơi dài muốn cưỡng ép khôi phục cánh tay nhưng nơi này chính là hư không sáu loại bản nguyên cực kỳ cuồng bạo hắn hút vào một hơi lập tức để hắn đỏ bừng cả khuôn mặt lộ ra cực kỳ thống khổ nguyên bản hắn có thể chấn áp dạng cuồng bạo này nhưng hiện tại hắn thân phụ trọng thương, cái này không những không thể trợ giúp, ngược lại để hắn thương càng thêm thương. Lão già, tiễn ngươi lên đường, lang hàn lạnh lùng nói, song quyền giận vung, thế công gấp hơn. Nhạc bác dung cắn răng liều chết, hắn có thể tu đến lục bộ, ý chí làm sao có thể tùy tiện đánh tan. Chiến chiến chiến, hai đại cường giả đều toàn lực ứng phó, lúc này nếu lang hàn thả một hơi, như vậy nhạc bác dung liền có thể thong thả lại sức, trốn được tính mệnh, mà nếu nhạc bác dung thả lỏng vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết lăng hàn làm cho nhạc bác dung không ngừng rút lui lực lượng vị diện chân áp hắn lại oanh ra một trọng quyền lập tức đánh bay nhạc bác dung ra ngoài oanh cơn bão năng lượng xông tới vừa vặn đâm vào trên thân nhạc bác dung trọng thương hắn nhạc bác dung kêu lên một tiếng đau đớn nửa người nổ tung đây là cơn bão năng lượng cùng lăng hàn liên thủ tạo thành dù hắn là lục bộ ở địa phương nguy hiểm này y nguyên lộ ra cực kỳ yếu ớt lăng hàn thét dài một tiếng thân hình đuổi theo, hắn sẽ không cho đối phương cơ hội, muốn lấy công kích liên tiếp giải quyết nhạc bác dung triệt đề. Lục đại cường giả đều ngo ngoe muốn động, nhạc bác dung thật muốn chết, bọn hắn có thể trơ mắt nhìn sao. Có thể ra ta xa ôi, một vị thất bộ trí tôn đứng ở trước mặt, bọn hắn dám sao. Chỉ do dự dây lát, nhạc bác dung cuối cùng đi tới trình độ sơn cùng thủy tận. Ý chí lại kiên định, lại ương ngạnh cũng không thể coi như cơm ăn, hắn người bị thương nặng, nửa người nổ không còn, ảnh hưởng nghiêm trọng chiến lực của hắn, mà Lăng Hàn càng là dùng đấu pháp không muốn mạng, đây cũng không phải là lấy thương đổi thương, mà là lấy tổn thương đổi mệnh. Thằng nhãi danh, người cuối cùng sẽ có ác báo. Nhạc bác dung phát ra gầm thét tuyệt vọng, hắn tin tưởng đám người sung viêm thiên tôn là tuyệt không có khả năng buông tha Lăng Hàn, nhất là bây giờ ngay cả lục bộ cũng bị Lăng Hàn chấn sát, như vậy thất bộ cũng phải quên đi tất cả, không tiếc đại giới đi xử lý Lăng Hàn. Nếu không, về sau liền vĩnh viễn không có cơ hội. Quá phí lời, Lăng Hàn lạnh lùng nói, ra tay vô tình, liên tiếp ba mươi mấy quyền, lập tức oanh sát nhạc bác sung. Lục bộ, vẫn lạc, lục đại cường giả đều lạnh lùng im lặng, cái này thỏ tử hồ bi, để bọn hắn đều hiện lên thương cảm. Lăng hàn quá độc ác, lục bộ là chủ lực đối kháng cuồng loạn quân, chết mất một tên cũng cực kỳ đáng tiếc, đối với viêm xương vị diện chính là thiên đại tổn thất. Ông, lục bộ chết rồi, sinh mệnh tinh khí bàng bạc sôi trào, hóa thành hải dương, dũng mãnh lao về phía lăng hàn. Chờ chút, vì sao lượng ít như thế? Lăng Hàn cảm ứng một chút, lập tức lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì, phần lớn sinh mệnh tinh khí đều chảy về phía tuyệt hỏa thiên tôn, phảng phất như nàng là một cái động không đáy, có thể hấp thu hết thảy, dung nạp hết thảy. Lăng Hàn có thể không khiếp sợ sao? Theo thất bộ trí tôn phỏng đoán, hấp thu, luyện hóa sinh mệnh tinh khí là năng lực chỉ cuồng loạn mới có, bởi vì gia hỏa này chính là dựa vào nó lập nghiệp, thậm chí ngay cả vị diện cũng có thể thôn phệ, để tăng cường bản thân nó. Giống như hắn, Hoàng Phủ Đông Nhạc, Mông Đông, đều được cuồng loạn giao phó năng lực này, nhưng bọn hắn chỉ có thể hấp thu sinh mệnh tinh khí, có tính chất hạn chế rất lớn. Cái này rất bình thường, cuồng loạn làm sao có thể giao phó bọn hắn năng lực mạnh nhất của mình, không sợ ngoài ý muốn nổi lên sao. Thế nhưng mà, lại có người có thể hấp thu sinh mệnh tinh khí. Tuyệt hỏa thiên tôn là cuồng loạn tạo vật, khả năng sao? Tuyệt hỏa thiên tôn là thất bộ, cuồng loạn có thể tạo ra được thất bộ trí tôn sao? Không có khả năng, chờ chút, nếu như nữ tử này giống như đám người mông đông, thuộc về loại một đạo tinh thần lạc ấn của cuồng loạn bám vào sinh linh trên nguyên thế giới, vậy cái này không phải là có khả năng rồi sao? Đương nhiên, từ xưa đến nay, tất cả thất bộ cộng lại cũng chỉ 12 người, muốn nói cuồng loạn vừa vận chọn chúng một người, ngày sau có thể trở thành thất bộ, vậy cái tỷ lệ này thật sự là thấp đến đáng thương, thuộc về đụng phải siêu cấp đại vận. Thành tựu thất bộ, khó, 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 nhưng mà, vì cái gì tuyệt hỏa có thể hấp thu sinh mệnh tinh khí? so với hắn còn lợi hại hơn ngược lại là bình thường, người ta là thất bộ, thực lực nghiền ép hắn, đương nhiên hút mạnh hơn hắn. a à, tuyệt hỏa cũng phát ra âm thanh quái lạ, nàng hiển nhiên không biết loại năng lực này của mình, lúc sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể, nàng cảm thấy kỳ quái cùng mới mẻ, cũng có chút sợ hãi. Từ trên bản chất mà nói, nàng vẫn là một hài tử không tới một tuổi. chương 3334 Kinh Biến, Lăng Hàn, Lục Đại Cường giả thì nổi giận, nhìn Lăng Hàn hét lớn, một tên cường giả lục bộ nói chết thì chết đối với viêm xương vị diện chính là thiên đại tổn thất Lăng hàn quay người trở lại lấy ra một gốc đại dược gặp đây là loại chữa thương cho nên trước tự nhiên không có khả năng ăn hết bây giờ bị hắn xem như củ cải gặp thương thế trên người lập tức khôi phục ngươi xông ra họa lớn ngập trời hiện tại ai cũng cứu không được ngươi lục đại cường giả nhao nhao chừng mắt tràn đầy sát khí Lăng hàn tràn đầy khinh thường giết cũng giết nói những lời nhảm này làm cái gì đến, ai khó chịu, ai không phục, cứ việc phóng ngựa tới, nhìn ta sợ ai. Lục đại cường giả đều nhìn hầm hầm, nhưng không có lên tiếng. Bọn hắn tự nhiên không sợ Lăng Hàn, nhưng vấn đề là, bên cạnh còn có một thất bộ trí tôn, chỉ cần nàng muốn bảo đảm Lăng Hàn, ai dám ra tay. Thất bộ giết người, không cần lý do, nhất niệm còn lớn hơn cả đất trời. Nhưng người nào cũng không có chú ý tới, ánh mắt của tuyệt hỏa nguyên bản thanh thuần giống như trẻ con xuất hiện biến hóa, hiện lên màu đỏ sậm, trở nên cực kỳ yêu dị màu đỏ sậm này càng ngày càng sâu cũng làm cho khí thức của nàng mất khống chế sôi trào như lửa a à, nàng phát ra một tiếng rít cả người phóng lên tận trời tùy ý vung quyền rầm 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 thất bộ phát thiết lực lược tạo thành lực phá hoại đáng sợ lăng hàn cùng lục đại cường giả đều quá sợ hãi tuyệt hỏa hiển nhiên không kiềm chế được nỗi lòng thậm chí lâm vào trạng thái phong ma đường đường thất bộ còn tàu hỏa nhập ma lăng hàn biết vừa rồi tuyệt hỏa hấp thu lượng lớn sinh mệnh tinh khí của nhạc bác sung, chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân dẫn đến. Nếu không, không còn những khả năng khác, lục đại cường giả cũng thần hồn đều đoạt, thất bộ phát cuồng, chuyện này quá đáng sợ. Nhưng bọn hắn nhìn nhìn lăng hàn, không khỏi sát khí như rực. Hiện tại tuyệt hỏa nổi điên, tự nhiên không có khả năng lại đi bảo đảm lăng hàn, hơn nữa, thương thế của lăng hàn chưa hồi phục. Thiên tôn ký hiệu bộc phát lại vừa mới qua, chính là lúc thực lực yếu ớt nhất. Bọn hắn liên thủ mà công, vô cùng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xử lý lăng hàn tận dụng thời cơ thời không lại đến lăng hàn thật đáng sợ thực lực mỗi ngày đều tăng lên nếu để cho hắn tiến thêm một bước nói không chừng liền có thể có được chiến lược thất bộ đến lúc đó còn có người trị được hắn sao giết lục đại cường giả dùng thần niệm trao đổi một chút đồng loạt ra tay công về phía lăng hàn ha ha đến chiến lăng hàn đương nhiên sẽ có giác ngộ như vậy hắn đã sớm nghĩ đến sáu người này có thể sẽ vây công mình duy nhất tính sai chính là tuyệt hỏa lại nổi điên. Hắn một bên đánh một bên lui, hiện tại tuyệt hỏa tùy ý vung ra công kích, dù khoảng cách hơi xa, nhưng thất bộ uy vẫn cực kỳ đáng sợ, được đưa chúng một cái, hắn khẳng định sẽ thụ thương. Hôm nay, người khó thoát khỏi lưới trời, cuồng loạn dư nghiệt, nhận lấy cái chết, lục đại cường giả đều tế ra toàn lực, mỗi người đều có được một viên ký hiệu cấp 2, ra chỉ tăng lên hơn 70 lần lực lượng, phát động bí thuật, uy năng cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn cũng vận chuyển ký hiệu cấp 9 tổ hợp, hơn 200 lần lực lượng tăng phúc, chiến lực của hắn tuyệt đối không thua kém bất luận lục bộ nào, nhưng nhân số của đối phương lại nhiều đến 6 cái, tự nhiên cho hắn áp lực cực lớn. Cơ hội ma luyện rất tốt, Lăng Hàn thầm nói, hắn nắm giữ quyền chủ động, chỉ cần xé mở hư không, hắn liền có thể về quy nguyên thế giới, mà những người khác bởi vì không có vị diện tọa độ, chỉ có thể mê thất trong hư không. Đây là địa phương hắn còn nghiêu bức hơn cuồng loạn, chiến chiến chiến, bảy đại cường giả đều toàn lực ứng phó chiến đến kịch liệt đây là kịch chiến gần với cường giả thất bộ tự nhiên cực kỳ đáng sợ mỗi một đạo kinh lực đều có uy năng hủy diệt thương khung còn tốt chính là đây là ở trong hư không nếu không tạo thành phá hư sẽ không cách nào tưởng tượng a à, trên bầu trời xa xôi tuyệt hỏa đột nhiên phát ra một tiếng rít uy áp thất bộ bạo cuốn lăng hàn lục đại cường giả đều không khỏi cứng lại chuyện này quá đáng sợ để bọn hắn đều không cách nào tự chủ được dừng tay cái này vẫn là bọn hắn, nếu đổi thành chiến lực ngũ bộ, lúc này khẳng định đã phun máu tươi. Hưu, một bóng người phi tới, tốc độ nhanh đến để cho người ta căn bản không có cách bắt giữ. Bảy người lăng hàn đều ngạc nhiên, bọn hắn là lục bộ đỉnh phong, thế mà không cách nào bắt được đạo nhân ảnh này, cái này tự nhiên để bọn hắn không thể tin được. Thất bộ, chỉ có thất bộ, tuyệt hỏa xuất hiện, nàng váy đỏ như máu, toàn thân càng bao phủ huyết quang, như có sinh mệnh đang sôi trào. Nàng dung mạo không thay đổi, y nguyên đẹp việt nhân gian nhưng khí thế lại hoàn toàn thay đổi trước đó nàng ngờ nghịch biến ảo khôn lường nhưng bây giờ nàng lại tràn đầy lãnh diễm càng có một loại sát khí ngay cả cường giả lục bộ cũng có một loại hàn ý phát ra từ đáy lòng trong ánh mắt của nàng đâu còn có một tia mê mang chỉ có hờ hững của thân là trí cường giả thiên hạ thương sinh lại như thế nào ở trong mắt nàng không đáng một đồng lục đại cường giả đều thần hồn bị đoạt không tự chủ được lui lại bọn hắn không nhìn thất bộ trí tôn thế mà liên thủ công kích Lăng Hàn, đây là đại nghịch bất đạo. Hiện tại vị thất bộ này bị chọc giật, muốn tới chừng trị bọn hắn sao? Đại nhân, Phốc, có một tên lục bộ mở miệng, muốn xin khoan dung, nhưng vừa mở miệng, lồng ngực của hắn đã nhiều một lỗ máu. Hắn muốn nói chuyện, nhưng trong miệng phun ra lại toàn là bọt máu, ánh mắt trở nên ảm đạm. Một tên cường giả lục bộ cứ như vậy bị oanh sát. Vô luận là Lăng Hàn hay ngũ đại cường giả còn lại, ai cùng ngạc nhiên tắt tiếng. Thất bộ mạnh, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Ánh mắt tên lục bộ kia tràn ngập không cam lòng, hắn đã là lục bộ, toàn bộ nguyên thế giới mạnh hơn hắn cũng chỉ có mười mấy người, nhưng bây giờ bị một kích oanh sát, để hắn làm sao cam tâm nhắm mắt. Tuyệt hỏa thờ ơ, trên mặt chỉ có lạnh lùng vô tận, tựa hồ đánh giết một tên lục bộ căn bản không có đặt ở trong lòng nàng. Thất bộ cũng là sâu kiến, Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến một câu, đừng nhìn tất cả mọi người là thiên tôn, nhưng thất bộ vô địch, bất tử bất diệt, căn bản không cần để ý tới bất luận kẻ nào, khó chịu, giết. Trời đất bao la, không hơn được thất bộ, chương 3335, đến cùng là ai? Đi, còn lại năm tên cường giả đều sợ đến vỡ mật, cho dù bọn hắn là lục bộ lại như thế nào, ở trước mặt thất bộ chính là thịt cá, chỉ là cặn bã. Tuyệt hỏa lãnh diễm tuyệt mỹ, nhưng lại tản ra sát ý vô tật, đầu ngón tay của nàng điểm ra, lập tức, ngũ đại cường giả phảng phất như bị một bức tường vô hình ngăn lại, thế mà không có một cái nào có thể chạy thoát được chỉ thiếu chút nữa lại như cách sơn nhạc trùng điệp tranh lệch lớn hơn trời ngũ đại cường giả đều lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng tuyệt hỏa hiển nhiên là muốn diệt toàn bộ bọn hắn mà thất bộ xác thực có thực lực như vậy mặc cho bọn hắn bay nhảy như thế nào cũng vô sự vô bổ phốc tuyệt hỏa như sát thần một kích liền đánh nổ một tên lục bộ thủ đoạn của nàng cực kỳ lãnh khốc bạo lực đầu ngón tay trực tiếp xuyên thấu lồng ngực đối thủ không ngần ngại máu nhuộm ngọc thủ chút nào ba lại một tên lục bộ bị nàng đập nát sọ não máu tươi cùng óc phẩy ra, có mấy giọt thậm chí dính vào trên gương mặt xinh đẹp của nàng, để nàng tuyệt mỹ mang theo một tia yêu dị cùng tàn khốc. Lục bộ ở trước mặt thất bộ, đúng là không chịu nổi một kích như thế. Lăng Hàn biết thất bộ cường đại, nhưng tuyệt đối không ngờ tranh lệch sẽ như thế lớn. Khó trách Chu Hằng, sở hảo cách thất bộ chỉ kém một đường, nhưng căn bản không được bất luận thất bộ nào để vào mắt, một bước này không bước ra, cái kia chính là cặn bã. Còn lại ba tên cường giả ra sức chống cự, lục bộ thiên tôn cái nào không phải bình thường trải qua trắc trở mới đi đến một bước này coi như chỉ còn lại tuyệt vọng cũng sẽ chiến đấu đến một giọt máu cuối cùng nhưng mà ở trước mặt thất bộ bọn hắn chỉ là bị một quyền một trường vỗ chết sáu kích xong lục đại cường giả toàn diệt sát khí của tuyệt hỏa sôi trào hai mắt màu đỏ sậm nhìn chăm chú về phía lăng hàn lạnh lùng tuyệt tình phảng phất như nhìn một bộ tử thi phần lớn sinh mệnh tinh khí bị nàng hấp thu nhưng vẫn có thật nhiều chảy về phía lăng hàn sáu tên cường giả cộng lại số lượng này vẫn vượt qua một nhạc bác dung để lang hàn cảm giác lại kiếm trở về hắn vội vàng thu hồi ý nghĩ cổ quái như vậy đồng dạng nhìn chằm chằm tuyệt hỏa lông tơ toàn thân hắn dựng thẳng tràn đầy cảm giác khẩn trương mồ hôi bất chi bất giác chảy xuống trong nháy mắt liền để siêm y của hắn ướt đẫm lang hàn thậm chí đang nghĩ nếu như tuyệt hỏa muốn giết hắn hắn có thời gian xé mở hư không đào tẩu sao trước không có đi cũng là vì như thế hắn bị thần thức của tuyệt hỏa khóa lại nếu có vọng động khẳng định sẽ bị nàng lôi đình đả kích hắn không dám mạo hiểm đây chính là thực lực chân chính của thất bộ lang hàn thầm thở dài vốn cho rằng mình là chiến lực lục bộ đối mặt dạng trí tôn như phá nhà thiên tôn đánh không lại cũng hoàn toàn có thể rời đi nhưng bây giờ đến xem hắn quá nghĩ ngây thơ rồi tuyệt hỏa không có mở miệng cũng không có động thủ chỉ lạnh lùng như vậy nhìn chằm chằm lăng hàn lang hàn tự nhiên cũng không có mở miệng hiện tại vô luận có động tác gì dưới khí cơ dẫn dắt cũng sẽ dẫn tới đối phương xuất thủ. Tuyệt hòa một mực không có xuất thủ, vậy chính là còn có chỗ chống quay lại, cho nên Lăng Hàn không có mạo hiểm. Đương nhiên, nếu tuyệt hòa xuất thủ, Lăng Hàn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, khẳng định sẽ liều một phen. Một khắc, hay là một kỳ nguyên, Lăng Hàn đã mất đi quan niệm đối với thời gian, chỉ biết sát ý của tuyệt hỏa rốt cục bắt đầu biến mất. Cặp mắt của nàng khôi phục bình thường, không còn là xích hồng như máu. Ta là ai? Nàng thì thào nói, ánh mắt một hồi hung lệ, một hồi thanh minh giống như có hai cái suy nghĩ đang đánh nhau ngươi là ai lăng hàn hỏi hắn thật sự là to gan lớn mật thế mà ở lúc này còn dám kích thích đối phương ta là ai tuyệt hỏa thét dài một tiếng tóc đen cuốn ngược thân hình của nàng phóng lên tận trời bành 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 nàng trực tiếp đụng xuyên tầng vị diện này một đường hướng lên xô ra từng cái lỗ thủng lớn nơi này không biết là vị diện thứ mấy nhưng tất cả vị diện tầng trên cơ hồ trong nháy mắt bị đụng xuyên nàng đã tiến vào trong hư không, khó gặp bóng dáng. Oanh, cơn bão năng lượng từ trong lỗ thủng nàng phá tan tuôn xuống, hóa thành một thác trời. Lăng Hàn vội vàng rút lui, tuyệt hỏa có thể không nhìn năng lượng phong bạo, trực tiếp lấy nhục thân xuyên thấu, nhưng hắn không được, bị cuốn vào tất nhiên sẽ trọng thương. Hắn rời đi nơi đây, tìm địa phương trước bế quan, luyện hóa hấp thu sinh mệnh tinh khí. Sau đó, hắn để nữ hoàng cùng hổ nữ từ tiên khách cư ra, nói tình huống một lần, để hai nữ đều chấn kinh tuyệt hỏa này rốt cuộc là ai thật sự là hạt giống trong đời trước của nguyên thế giới mà cuồng loạn chôn xuống sao chỉ là còn không có đợi đến bộc phát nó liền bị xử lý đập nồi dìm thuyền chuẩn bị ở sau cũng không có phát huy ra chờ một chút nàng tự xưng tuyệt hỏa chỉ chính là quét ngang tuyệt diệt mà tuyệt diệt trái lại không phải là diệt tuyệt sao diệt tuyệt chính là xương hào của cuồng loạn ở nguyên thế giới đời trước ba người liếc nhìn nhau đều nghiêm nghị đời trước của nguyên thế giới băng diệt tuyệt hỏa có khả năng không có chuẩn bị gì cho nên bị lực lượng đại băng diệt thương tổn tới thần hồn như một tờ giấy trắng nhưng trước đó nàng hấp thu đến sinh mệnh tinh khí bản năng lại một lần nữa kích thích nàng để nàng hung tính đại phát đại khai sát giới không có ra tay với lăng hàn hẳn là nàng còn không có thức tỉnh ký ức còn nghĩ tới cùng lăng hàn trước trung đụng tốt nhưng nếu như ba người lăng hàn suy đoán chính xác lúc tuyệt hỏa khôi phục ký ức như vậy toàn bộ nguyên thế giới đều là địch nhân của nàng thật đáng sợ cuồng loạn có một thất bộ làm giúp đỡ, sẽ tạo thành phá hư đáng sợ cỡ nào. Tình huống khả năng không có hỏng bét như thế, nói không chừng tuyệt hỏa chỉ là bị kích thích, mới có thể làm ra cử động quá kích. Nữ hoàng nói, lăng hàn chậm rãi gật đầu, bất kể nói thế nào, ta cần tăng thực lực lên, mau chóng dảo bước tiến lên ngũ bộ, như vậy mới có được thực lực đối kháng thất bộ. Dù hắn dảo bước tiến lên ngũ bộ, cũng chỉ có thể địch thất bộ, bởi vì từ khí lực mà nói, thất bộ bất tử bất diệt, chỉ có thể chấn áp mà không thể giết chết, nhưng hắn lại thụ thương, có thể bị giết chết, song phương là không ngang hàng. Lăng Hàn lại bắt đầu tìm kiếm nguyên thạch khoáng mạch, không ngừng khổ tu, hiện tại hắn cực kỳ có cảm giác áp bách. chương 3336, Lăng Gia hạ lạc. Bảy tên lục bộ thiên tôn chết, đây nhất định đưa tới sóng to gió lớn. Quả nhiên, gần đây có càng nhiều lục bộ xuất hiện, thậm chí Lăng Hàn còn cảm thấy một cỗ khí tức cường đại không cách nào hình dung, đây cũng là thuộc về cường giả thất bộ. Nếu tuyệt hỏa thiên tôn không hiện thân nói rõ, đám người nhạc bác dung chết khẳng định sẽ tính ở trên đầu lăng hàn cái này không thể nghi ngờ càng thêm chứng thực hắn chính là thủ hạ của cuồng loạn lăng hàn cũng không rảnh để ý tới chỉ không ngừng tìm kiếm khoáng mạch tu luyện luyện hóa bộ phận sinh mệnh tinh khí của bảy lục bộ thiên tôn cũng làm cho tu vi của hắn đi lên một đoạn chỉ là muốn đạt tới tứ bộ đỉnh phong hắn còn cần rất nhiều năng lượng nếu không có đại dược chống đỡ thời gian này sẽ vô cùng kinh người lăng hàn tìm kiếm không gian thông đạo thông hướng tầng dưới lại làm sao cũng không có tìm được thời gian lặng yên mà qua hắn bị người phát hiện rất nhiều lần tự nhiên là bị truy sát một lần nguy hiểm nhất hắn cảm thấy thất bộ giáng lâm đành phải xé mở hư không rời đi lượn quanh một vòng lớn lại trở về nơi đây tuế nguyệt như bay hai trăm ước năm lặng yên mà qua lang hàn cuối cùng tu đến tứ bộ đỉnh phong nhưng hắn ở trên khai thác nguyên thạch lại không có bao nhiêu thu hoạch căn bản là dựa vào mình khổ tu mới đi tới một bước này hắn không khỏi cảm khái, không có đại dược trèo trống, tốc độ tu luyện của hắn thật sự là chậm không hợp thói thường. Bất quá, cuối cùng đạt tới tứ bộ đỉnh phong, hiện tại cho hắn đại dược cũng vô ích, muốn dảo bước tiến lên ngũ bộ, hắn cần đại dược hồng sắc. Người khác chỉ cần đại dược cam sắc liền có thể dảo bước tiến lên ngũ bộ, hắn lại không được, bởi vì điểm xuất phát của hắn quá cao. Đừng nói đại dược hồng sắc, ngay cả đại dược cam sắc cũng không có. Hắn lại bế quan chuyên tâm tu luyện, 300 triệu năm qua đi, hắn không có một chút xíu tiến cảnh muốn dựa vào khổ tu giảo bước tiến lên ngũ bộ khả năng này cần một hai kỷ nguyên thậm chí nhiều hơn Lăng hàn thở dài quá chậm không được hắn tin tưởng chỗ sâu trong quần thể vị diện này có càng nhiều đại dược đại dược hồng sắc cũng tất nhiên tồn tại nhưng vấn đề là hắn đâu có chiến lược thất bộ căn bản không có cách tiến vào cái này tạo thành nghịch lý được rồi ra ngoài đi một chút a à. lang hàn quyết định trở lại nguyên thế giới lịch luyện trần thế đổi một loại tâm tính nói không chừng sẽ rộng mở trong sáng. Lại nói, hắn rời đi quá lâu, cũng nên trở về nhìn một chút, hiện tại thế đạo lại là tình huống như thế nào. Hắn xé mở không gian, lặng yên trở về. Hiện tại hẳn là có vô số người đang tìm kiếm mình, một khi phát hiện tung tích của hắn, thất bộ trí tôn khẳng định sẽ ra tay. Cho nên, lang hàn rất điệu thấp, cải biến hình dáng tướng mạo cùng khí tức, không muốn bị bất luận kẻ nào nhận ra, bằng không hắn đến hồng trần lịch luyện khẳng định sẽ thất bại, chỉ còn lại có phần bị đuổi giết hắn cùng nữ hoàng đều cực kỳ tưởng niệm con cái mà qua lâu như vậy bọn hắn hẳn là cũng thêm rất nhiều đời con cháu a ba người về tới huyền mạc vị diện a à, bọn hắn vừa đến lập tức liền phát hiện địa phương khác lạ nơi này linh khí dư giả hạt bản nguyên sinh động vượt xa trước kia đạt đến trình độ tương đương viêm xương vị diện huyền mạc vị diện thăng cấp từ cao cấp bước vào vị diện siêu cấp lang hàn cảm ứng một chút quả nhiên chín hạt giống vị diện cao cấp trong cơ thể đã mất đi cảm ứng đối với bản vị diện, vĩnh viễn biến mất. Không biết phiêm xương vị diện đã luân hãm chưa? Hỏi một chút xem, bọn hắn đi vào một thành thị, tiến vào một tử lâu, sau đó nghe đám người cao đàm khoát luận. Nhưng đây đều là người bình thường, không có khả năng biết quá nhiều đại cục thiên hạ, bởi vậy, ba người rất nhanh liền rời quán rượu, đi tìm một tông môn lớn một chút. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới một tông môn, nơi này đang tiến hành thi đấu thu đồ, từng người trẻ tuổi tiềm lực cao thể hiện tài năng của mình, mà trên đài thì có nhân vật đời trước đang quan sát, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai. Lăng Hàn cảm ứng một chút, trực tiếp từ trong tông môn câu ra một tên tiên vương, hỏi tình huống hiện tại. Mặc dù tiên vương không có tư cách tiến vào ngoại vực chiến trường, lại hiểu rõ thiên hạ đại sự, ở dưới khí thế của Lăng Hàn áp bách, đối phương hỏi gì đáp nấy, hơn nữa, những chuyện này cũng không phải bí mật gì, mỗi người đều biết, cũng không cần giữ bí mật. Quả nhiên, viêm xương vị diện đã luân hám, Bất quá, cuồng loạn đang thôn về vị diện này, cần một tiêu hóa kỳ, ở trong lúc này, cuồng loạn tự nhiên không rảnh công kích, cho nguyên thế giới khó được thời gian hưu sinh dưỡng thức. Hiện tại, từng thế lực đều đóng quân ở huyền mạc vị diện, mà nghe nói còn có cường giả đang thương lượng phản công viêm xương vị diện. Bởi vì viêm xương vị diện thuộc về vị diện siêu cấp, hạch tâm vị diện có giá trị không cách nào hình dung, mà theo vị diện tan vỡ, hạch tâm cũng không còn có lực phá hoại, nếu có thể cướp đến tay, như vậy nói không chừng có thể để lục bộ trực tiếp dảo bước tiến lên thất bộ. Thêm một thất bộ, cái kia đối với nguyên thế giới mà nói liền có thêm một chút hy vọng, bởi vậy ngay cả thất bộ trí tôn cũng sẽ xuất thủ, sáng tạo cơ hội cho những người khác. Tất cả mọi người đang chờ, chờ cuồng loạn cắn nuốt phiêm xương vị diện không sai biệt lắm, thời điểm lộ ra hạch tâm vị diện, lại thừa cơ xuất thủ, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Sau khi Lăng Hàn nghe, cũng không khỏi tim đập thình thịch hắn nếu có thể đạt được hạch tâm của viêm xương vị diệt như vậy muốn rảo bước tiến lên ngũ bộ không khó lắm a à. chỉ cần hắn thành tựu ngũ bộ vậy thì có thể có được lực lượng thất bộ dù đối chiến thất bộ thậm chí cuồng loạn cũng có lực chiến một trận tốt việc này nhớ kỹ lang hàn lại hỏi ngươi có biết lang minh ở đâu không lang minh tiên vương kia mặt mũi tràn đầy mờ mịt mặc cho lang hàn hỏi thế nào tên tiên vương kia cũng không biết lang minh là có ý gì lang hàn đành phải đổi một vấn đề như vậy lăng gia thì sao? lang gia, lăng gia, nha, tên tiên vương kia cuối cùng nhớ lại một chút tư liệu, nói ra một thế lực. Lăng hàn tiện tay xóa đi đoạn ký ức này của đối phương, nếu không đối phương vô cùng có khả năng đoán ra không ổn, thân phận của lăng hàn liền bộc lộ. Ba người xuất phát, bước về phía Tây Mạc Sơn, chương 3337, con cháu đời sau. Tây Mạc Sơn cách cũng không xa, nếu không lấy thực lực của tên tiên vương kia, là không có khả năng du lịch quá xa, biết chỗ của lăng gia. Tây Mạc Lăng Gia, đây là một thế lực rất cường đại, trong gia tộc có tiên vương tầng 6 tỏa chấn. Không có thiên tôn, Lăng Hàn ngược lại không có hoài nghi, bởi vì ở trong mắt thế nhân, tiên vương chính là mạnh nhất, thiên tôn sẽ rất ít công nhiên hiển hóa ở thế gian. Lại nói, thiên tôn còn phải xây dựng phòng tuyến, đợi cuồng loạn hoàn toàn thôn phệ viêm xương vị diệt, chiến tranh tàn khốc lại phát sinh lần nữa, cần chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là, tiên vương tầng 6 thực yếu một chút ra. Hắn đi tới dưới tây mạc sơn, Nơi này chính là sơn môn của lăng gia, trên núi tất cả khu vực đều bị lăng gia chia làm tài sản riêng, không phận sự miễn vào. Lăng Hàn điều chỉnh khí tức của mình đến tiên vương, nhưng chỉ là tầng 5 mà thôi. Bái kiến đại nhân, ngoài cổng có hai tên tiên phủ cấp làm thủ vệ, phát hiện lăng Hàn, vội vàng cung kính hành lễ. Trên người lăng Hàn có năm đạo dị sắc quấn quanh, đây là tiêu chí rõ ràng nhất của tiên vương. Lúc đầu căn bản không có khả năng bắt trước, nhưng ai bảo trong cơ thể lăng Hàn có quá nhiều vị diệt, Bản thân là một nguyên thế giới cỡ nhỏ, bắt trước tiên vương tự nhiên là việc rất nhỏ. Lăng Hàn gật gật đầu, ta muốn gặp gia chủ của các ngươi, xin đại nhân chờ một chút. Hai tên thủ vệ vội vàng gật đầu, một người lưu lại bồi tiếp Lăng Hàn nói chuyện, một người khác vội vàng bay vào trong núi tiến hành thông bẩm. Chỉ một lúc sau, liền gặp một tên tiên vương ra đón, nhưng chỉ là tầng một. Đây là một nam tử tuổi trẻ, một thân áo xanh, tản ra khí chất chất tuyệt. Tại Hạ Lăng Cao Viễn, xin ra mắt tiền bối người trẻ tuổi kia nhìn lăng hàn hành lễ nữ hoàng cùng hổ nữ không có cách nào ngụy trang thành tiên vương dứt khoát thu liếm khí thức đại thể tương đương với thăng nguyên cảnh hơn nữa cải biến bộ dáng tuyệt mỹ bởi vậy tuyệt không để người chú ý nên người trẻ tuổi này trực tiếp không để mắt đến lăng hàn nhìn đối phương họ lăng cái kia chính là một mạch của lăng kiến tuyết chỉ không biết là đời thứ mấy tư chất chẳng ra sao cả lăng hàn thầm thở dài không có cách huyết mạch khẳng định là càng truyền càng mỏng manh từ Lăng Thiên Hoa đời thứ tư liền xuất hiện dấu hiệu, hắn liền kém Sa Lăng Kiến Tuyết cùng Lăng Phi phàm tiết tắp, cơ bản không có khả năng dảo bước tiến lên thiên tôn. Bởi vậy, truyền đến thế hệ của Lăng Cao Viễn, cái kia càng là vô vọng thiên tôn vị, có thể trở thành thiên vương cũng không tệ rồi. Lăng Hàn gật đầu, tại Hạ Hàn Lâm, đi qua nơi đây, liền tới bái phỏng một chút. Lăng Cao Viễn có chút buồn bực, đây cũng là lý do. Bất quá đối phương là tầng 5, tự nhiên nói cái gì chính là cái đó, hắn không có tư cách phản bác hắn cũng không sợ, phụ thân của mình là tầng 6, tiên vương 9 tầng, một bước một thiên địa, cần lo lắng hàn lâm này giáp tâm hại người sao. Người đến chính là khách, tin tưởng gia phụ nhất định nguyện ý cùng tiền bối trò chuyện, mời. Hắn thần sắc cung kính, hắn mời lăng hàn lên núi, tiến vào một gian phòng khách yêu nhã, liền đưa tới trà thơm. Tiền bối mời ngồi, cho tại hạ đi xin chỉ thị của gia phụ. Bất quá, gia phụ đang lúc bế quan, mấy ngày gần đây có khả năng không cách nào chiêu đãi tiền bối. Không sao, Lăng Hàn cười nói, dù sao hắn có nhiều thời gian. Đợi Lăng Cao Viễn rời đi, Lăng Hàn buông thần thức ra, quét mắt toàn bộ Tây Mạc Sơn, rất nhanh, hắn liền lộ ra kinh ngạc. Nơi này không có một tên Thiên Tôn, trước hắn chỉ cho là Lăng Kiến Tuyết, Lăng Hy ẩn cư, qua nhiều năm như thế, Thiên Tôn cũng dưỡng thành thói quen điệu thấp, không hiển hóa ở thế gian cũng rất bình thường. Nhưng như thế nào đi nữa, trong đại bản danh cũng nên lưu Thiên Tôn tỏa chân A. Ngoại trừ Lăng Kiến Tuyết cùng Lăng Hy bọn người đại hắc cẩu duyên sinh thiên tôn vũ hoàng đâu lăng hàn cực kỳ không hiểu theo lý mà nói là không nên a à. đến tìm hiểu rõ ràng đổi một người lúc này trong lòng sốt ruột khẳng định sẽ chụp lăng cao viễn tới hỏi thăm nhưng đây là hậu thế tôn của mình lăng hàn đương nhiên không có khả năng làm như thế vậy thì chờ một chút đi hắn cùng nữ hoàng hổ nữ ở lại nơi này mỗi ngày ăn ngon uống sướng chờ tiên vương tầng sáu kia xuất quan tên tiên vương này gọi lăng phi chu nhưng đời trước của lăng phi chu kêu cái gì liền không có người biết bởi vì lăng phi chu là vài ước năm trước mới chuyển đến nơi này về phần trước đó ở đâu không người biết được thoáng chấp mắt ba tháng trôi qua lăng hàn theo thường lệ sáng sớm lên trên núi chạy một vòng thể ngộ lấy thiên địa hắn có vô số vị diện nhưng mỗi một vị diện đều rỗng tuếch không có dựng dục ra sinh mệnh cái này cùng nguyên thế giới chân chính vẫn có tranh lệch cực lớn có thể tạo vật đây mới thực sự là siêu thoát thiên địa siêu việt sinh tử Cuồng loạn có thể tạo vật, mặc dù nó tạo ra đều là quái vật, điểm ấy bất luận thất bộ gì cũng không thể so sánh. Lăng Hàn đang suy tư vấn đề này, nếu có thể tạo vật, vậy lực lượng của hắn không thể nghi ngờ sẽ tăng lên cực kỳ lớn. Nhìn xem vị diện chiến tranh liền biết, sinh linh trên vị diện càng nhiều, càng mạnh, bản thân vị diện liền càng mạnh. Trước tiên vực cùng dị vực chiến đấu vô số năm, vì cái gì dị vực chậm chạp không cách nào lấy được thắng lợi? Chính là bởi vì tiên vực có vô số sinh linh, gia trì lực lượng cho bản vị diện nhưng tạo vật, thật quá khó khăn. lang Hàn cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ một ngọn cây cọng cỏ trong núi, mặc dù bọn chúng cực kỳ yếu đối, lại là từng cây từng cây sinh mệnh, là hắn không cách nào phỏng chế. Hiu hiu hiu, mấy đạo nhân ảnh xẹt qua ở trên bầu trời, chớp mắt, khi thế đánh tới, bao phủ toàn bộ Tây Mạc Sơn. Đây là bốn tên tiên vương, mạnh nhất đạt đến tầng 8, còn lại đều là tầng 5. Lang Hàn nhíu mày, những tiên vương này mỗi một cái đều tràn đầy địch ý, là đến đập phá quán sao. Nếu không có hắn, tầng 8 kia đủ để trấn áp tầng 6, lăng ra thua thiệt là ăn chắc, nhưng bây giờ có hắn ở đây, hắc hắc. Lăng gia dư nhiệt còn không mau cút ra, hét lớn một tiếng như lôi âm cuồn cuộn, Lăng Hàn lập tức liền bốc lửa, lăng gia dư nhiệt. Dư nhiệt, bốn vị tiền bối giá lâm, xin thứ cho vãn bối không có từ xa tiếp đón. Lăng Cao viễn bay vút lên hư không, hành lễ với bốn tên tiên vương. Chương 3338, biến cố. Cái này khiến Lăng Hàn bất mãn người ta là một tay quất tới, người còn chủ động đưa mặt đụng lên. Nhưng lại tưởng tượng, hiện tại lang gia cũng chỉ có một tên tiên vương tầng 6, người để hắn làm sao có lực lượng. Hắn nhấn xuống dạng bất mãn này, trong lòng sát ý sinh sôi. Thật đúng là coi hắn trở thành phản đồ, trắng trợn chèn ép con cháu đời sau của hắn sao. Đám người lâm lạc, chu mộ đâu, tại sao không có hỗ trợ trông nom Không cần giả mù sa mưa, hậu đại của phản đồ, còn không quỳ xuống tiếp nhận xử phạt một tên tiên vương tầng năm nói hắn một thân trường bào màu đỏ sợi tóc đen nhánh tản ra khí thức phiêu giật chỉ là thời điểm nói câu này hắn mang theo khinh thường mãnh liệt ở trên cao nhìn xuống lăng hàn nhịn không được tâm niệm vừa động a à, tiên vương áo bào đỏ kia phát ra một tiếng kinh hô lập tức từ trên bầu trời ngã xuống banh, nặng nề ngã xuống đất cả nửa người đều khảm vào tình huống như thế nào ba tên tiên vương còn lại đều phát mộng ngay cả lăng cao viễn cũng kinh ngạc đối phương coi như lại miệt thị mình, cũng không cần phải dùng phương thức như vậy a. À. lang Lăng Phi Chu, âm thầm ra tay, khi dễ một tên tiểu bối có ý tứ sao. Tiên vương tầng 8 mở miệng, thanh âm ầm ầm. Lăng Cao Viễn nghe hắn nói như vậy, mới biết là phụ thân ra tay, mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc, chẳng lẽ phụ thân đột phá. Nhưng rõ ràng không nhìn thấy tiên kiếp giáng lâm, phụ thân làm sao lại âm thầm dảo bước tiến lên tầng 7. Cốt, Lăng Hàn mở miệng, thanh âm dương động ở bốn phương tám hướng, tiên vương căn bản không có khả năng phát hiện hắn ở đâu. Hừ, tầng 6 nho nhỏ, thật sự là nói khoác không biết ngược. Tiên vương tầng 8 kia hừ lạnh nói, một trường vung ra, đập về phía dưới. Tầng 8 xuất thủ, tùy tiện liền có thể để Tây Mạc Sơn san thành bình địa. Các hạ, tội gì hùng hổ dọa người. Một bóng người từ trong núi bay ra, vỗ ra một đại thủ ấn. Đây là Lăng Phi Chu, nhưng chỉ là tiên vương tầng 6, làm sao địch nổi tầng 8. Lăng Hàn lắc đầu, Lặng Yên chỉ ra một ngón tay. "Oanh, trên bầu trời, đại thủ ấn đụng phải công kích tầng 8, lập tức song song chôn vùi." A, à, tất cả mọi người kinh ngạc, lúc nào Tiên Vương tầng 6 có thể mãnh liệt như thế? Tiên Vương tầng 8 kia cũng khẽ giật mình, không nghĩ tới thực lực của Lăng Phi Chu cường đại như thế, mặc dù một kích kia không phải hắn toàn lực ứng phó, thế nhưng cũng không phải một tên tầng 6 có thể hóa giải. "Cổ quái." Hắn nhíu mày, "Lăng Phi Chu, người không hổ là hậu đại của người kia, xem nhẹ ngươi rồi." Trong truyền thuyết phản đồ kia, chính là cực kỳ yêu nghiệt, vượt hai ba cấp chiến đấu thủ thắng là chuyện thường ngày, không nghĩ tới con cháu đời sau của hắn cũng như thế. Lang Phi Chu Phi thăng nhập không, hắn cũng kinh ngạc, bởi vì hắn rõ ràng mình đến cùng có bao nhiêu cân lược, tuyệt đối không có khả năng địch nổi tầng 8. Cho nên, hoặc là tầng 8 kia đang cố ý diễn kịch, hoặc là có cường giả âm thầm ra tay. Nhưng ai sẽ giúp hắn đây? Lang Phi Chu không nghĩ ra được, nhưng thân là tiên vương tầng 6, hắn tự nhiên giữ được bình tĩnh, trên mặt không động thanh sắc chút nào. Các hạ, người thật sự là hiểu lầm, hiểu lầm cái gì, giết, tiên vương tầng 8 kia quả quyết xuất thủ, phát động tiên vương pháp, toàn thân hắn bao phủ tiên quang, khí tức sôi trào, vô cùng cường đại. Mặc dù trong lòng lăng phi chu thấp thỏm, lại không thể không nginh kích, trong lòng thì cầu nguyện, vị cao nhân âm thầm ra tay kia sẽ còn tiếp tục hỗ trợ. Oanh, 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 quả nhiên, mặc dù tên tiên vương tầng 8 kia xuất thủ lăng lệ, nhưng đánh ra công kích lần nào cùng bị hắn nhẹ nhõm hóa giải, thậm chí hắn còn ở trên tràng diện chiếm cứ thượng phong, lấy được ưu thế yếu ớt. Quá, quá mạnh, còn lại ba tên tiên vương tầng 5 đều chấn kinh, tiên vương tầng 6 tại sao có thể cường đại đến mức này? Huyết mạch của người kia liền cường đại như thế, chân thân lại yêu nghiệt đến mức nào? Lăng Phi Chu càng đánh càng buông lỏng, hắn biết tuyệt đối có một vị cường giả ở trong bóng tối tương trợ, để hắn lực lượng tăng nhiều. Bành, đánh một lúc, một trưởng của hắn vỗ ở trên mặt của tên tiên vương tầng 8, chân đến đối phương máu mũi chảy dài, vô cùng chật vật. Đi, tiên vương tầng 8 kia không còn dám ham chiến, thực lực của lăng phi chu mạnh ngoài ý liệu, để hắn cảm giác tính sai. Muốn bình định Tây Mạc Sơn, nhất định phải mời tiên vương tầng 9 ra. Bọn hắn thối lui, lăng phi chu cũng không có truy kích, hiển nhiên là tinh tường thực lực của mình, lo lắng vị cao nhân kia không còn tương trợ, vậy hắn chẳng phải thảm rồi. Thấy tốt thì lấy, dù sao hắn cũng không biết ý nghĩ của vị cao nhân này. Đợi xác định bốn tên tiên vương kia đã đi xa, Lăng Phi Chu mới nhìn bốn phía thở dài. Đa tạ tiền bối tương trợ, xin để vãn bối ở trước mặt bái tạ. Đến đây đi, Lăng Hàn nói, lúc này hắn trực tiếp mở miệng, sẽ không để cho người tìm không ra phương hướng. Thân hình của Lăng Phi Chu vội vàng rơi xuống, Lăng Cao Viễn hơi sững sờ, cũng đi theo, hắn thế mới biết, không phải phụ thân hắn mãnh liệt như hổ, mà là có cao nhân tương trợ. Tiền, lang Phi chu nhìn người trẻ tuổi đứng ở trước mặt một chữ bối làm sao cũng nói không ra miệng Tiên Vương tầng 5 đây chính là cao nhân âm thầm ra tay không thể nào tầng 5 làm sao qua được tầng 8 ngay cả mặt cũng không có lộ vậy cần thực lực cỡ nào Hàn tiền bối lang cao viễn thấy vậy cũng hoảng sợ nói Lang hàn cười nhạt một tiếng thế nào ta nhìn không giống như cao nhân tiền bối trong mắt các người sao cái này lang Phi chu trầm ngâm hắn rất muốn tin tưởng Lăng Hàn chính là tên cao nhân tiền bối kia, nhưng tầng năm thật sự là quá thấp. Hắn cười cười, Hàn đạo hữu đừng nói giỡn, vẫn là dẫn tiến vị tiền bối kia đi. Lăng Hàn thản nhiên nói, những trưởng bối kia của ngươi đâu, Lăng Kiến Tuyết, Lăng Hy đều đi nơi nào. Hắn tản đi năm đạo dị sắc trên thân, khí tức lập tức tiêu thăng đến cấp độ bất khả tư nghị, để phụ tử Lăng Phi Chu chỉ có phần ngưỡng vọng. Bọn hắn ngạc nhiên, cái này thế mà không phải tầng năm, mà là siêu cấp cường giả. Dựa vào, ngay cả tiên vương cũng có thể ngụy trang, đây là cường giả cỡ nào a? À? Thiên tôn, nhất định là thiên tôn. Lăng Phi Chu lập tức càng thêm cung kính, nói. Đại nhân, ngài hiểu lầm, kỳ thật vãn bối cùng người trong truyền thuyết kia không có liên hệ, chỉ là trùng hợp họ lăng. chương 3339, tìm được một. Lăng Hàn nhướng mày, đây là cố ý giấu giếm, hay thực sự sai lầm? Đại nhân, ngài đại khái coi vãn bối là hậu đại của Lăng Hàn. Lăng Phi Chu cười khổ, những người trước kia cũng như thế, coi Vãn Bối cùng Đại Ma Vương trong truyền thuyết có quan hệ huyết mạch, nhưng trên thực tế, Vãn Bối thật sự là vừa vặn họ Lăng. Lăng Hàn xuất thủ, bắt lấy Lăng Phi Chu, ngón tay vạch một cái, cắt vỡ bàn tay của đối phương, có máu tươi tuôn ra. Máu Tiên Vương ẩn chứa năng lượng kinh khủng, lập tức để không khí như bị đun sôi. Lăng Hàn lại lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì huyết dịch này hoàn toàn không cùng hắn cộng minh. Đây không phải huyết mạch của hắn, không hề có một chút quan hệ. Thật đúng là một cái trùng hợp, hắn thu tay về, tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Cái gia tộc chỉ họ lăng mà thôi, liền bị đối đãi như thế, như vậy cảnh ngộ của đám người lăng kiến tuyết, lăng hy sẽ hỏng bét cỡ nào. Người biết sự tình liên quan tới hậu đại của lăng hàn, toàn bộ nói ra đi. Hắn nói, vâng, đại nhân, lăng phi chu không dám giấu giếm, hắn ngược lại không có hoài nghi người trước mặt này chính là đại ma vương trong truyền thuyết, dù sau năm đó lăng hàn cũng có thật nhiều bằng hữu thiên tôn, có mấy cái càng ghê gớm, nghe nói ở cấp độ kia cũng đứng ở độ cao vô cùng kinh người bất quá lăng phi chu biết có hạn dù sao hắn cũng không phải là thiên tôn từ lăng hàn rời ngoại vực chiến trường lăng gia liền bị chèn ép nghe nói có đại nhân vật ra sức bảo vệ mới không có phát sinh đại loạn gì chỉ là từ đó về sau lăng gia trở nên cực kỳ điệu thấp nhưng từ trong nguyên thế giới đời trước vẫn lạc bảy tên lục bộ vấn đề này liền làm lớn chuyện cụ thể xảy ra chuyện gì lăng phi chu cũng không biết chỉ biết lăng gia bị đà kích cực lớn ngay cả hắn chỉ là người họ Lăng không liên quan cũng bị liên lụy, thỉnh thoảng có tiên vương giết tới, làm hại hắn không ngừng trốn đông trốn tây, có xúc động đổi tên đổi họ. Lăng Hàn trầm mặc một lát, xóa đi đoạn ký ức này của Lăng Phi chu cùng Lăng Cao Viễn, lưu lại chút tiên vương đại dược, cũng coi như đền bù bọn hắn một chút. Các ngươi, liền cầu nguyện kiến tuyết, hy nhi vô sự, nếu không. Trên mặt Lăng Hàn hiện lên sát ý vô tận, ta sẽ để cho các ngươi hối hận một thế. Hắn cùng nữ hoàng hổ nữ rời đi triển khai lữ trình tìm thân nhân sau khi nữ hoàng biết tình huống cũng cực kỳ lo lắng lăng hy là huyết mạch của nàng nàng lại ngạo kiều cũng không có khả năng không quan tâm nữ nhi nhưng lăng ra phảng phất như tan biến ở thế giới này lăng hàn làm sao cũng tìm hiểu không đến con cái hạ lạc hắn không thể không nghĩ biện pháp khác lợi dụng huyết mạch cộng minh cái này không thể trực tiếp định vị đến hậu nhân của hắn lại có thể chỉ rõ một phương hướng nhưng khoảng cách quá xa cái này vẫn không thể có hiệu quả bởi vậy ở trên vị diện này trăm năm lăng hàn mới rốt cuộc có cảm ứng hắn cùng nữ hoàng hổ nữ vội vàng đi tìm loại cảm ứng này cực kỳ mơ hồ chỉ có thể xác định một phương hướng nhưng không cách nào vạch ra địa điểm chính xác phía trước xuất hiện một thành thị lớn mà theo lăng hàn đoán chừng hậu đại huyết mạch của hắn ngay ở trong tòa thành này một thành thị lớn bao nhiêu so với một viên tinh thần của cổ giới còn muốn to lớn thậm chí rất nhiều lần cái này muốn tìm được một gia tộc khó còn tốt Lăng Hàn cũng không phải người bình thường, mà là thiên tôn, càng có được chiến lược lục bộ, sự tình hắn có thể làm được rất nhiều. Hắn nghe ngóng chỗ của Lăng gia, An Diệp Thành này, trong thành tổng cộng có 7 Lăng gia. Lăng Hàn tìm kiếm hỏi thăm từng cái, hắn muốn làm rất đơn giản, chính là tìm một người nhà họ Lăng, lấy chút máu, sau đó cảm ứng, nếu như là huyết mạch của hắn, vậy dĩ nhiên sẽ có cộng minh, vô luận mỏng manh cỡ nào. Không phải, không phải, không phải, liên tiếp chạy năm nhà, đều là mang chờ mong mà đi lại thất vọng quay về ba người đi tới lăng gia thứ sáu trong bảy lăng gia cái lăng gia này thế lực nhỏ nhất người mạnh nhất vẻn vẹn chỉ là trảm trần cái này miễn cưỡng coi là một thế lực nếu không không vào trảm trần căn bản không có tư cách tổ kiến thế lực lăng đoạn vân người phải có chút tự biết không nên dây dưa trình tiên tử nữa người căn bản không xứng lăng hàn còn không có đi vào liền nhìn thấy phụ cận có người nổi lên xung đột một phương chỉ có một người nhìn qua ước chừng hai mươi tuổi tướng mạo tương đối anh tuấn nhưng Tu Vi lại vẻn vẹn chỉ là tinh thần cảnh, thả ở trên huyền mạc vị diệt, đó căn bản là bất nhập lưu. Một phương khác liền nhiều hơn, tổng cộng 7 người, tu vi chênh lệch quá lớn, cũng có tinh thần cảnh, nhưng người mạnh nhất lại là Trảm Trần. Vừa rồi lời này chính là tên Trảm Trần cảnh kia nói. Đây là một người trẻ tuổi mặc hoa phục màu xanh, lấy tư thái nhìn xuống nhìn người trẻ tuổi duy nhất kia, Lăng Đoạn Vân. Lăng Đoạn Vân hừ một tiếng, đối mặt Trảm Trần cảnh cũng không có lùi bước ta xứng hay không có quan hệ gì tới ngươi. Ngươi, thanh niên chảm trần kia lập tức nổi giận, ánh mắt đe dọa nhìn lăng đoạn vân, có ý tứ xuất thủ. Hắn thực có can đảm, bởi vì người mạnh nhất của lăng gia cũng bất quá tam trảm, mà hắn mặc dù là nhất trảm, nhưng trong gia tộc lại có lão tổ tiên phủ cảnh, đây là hoàn toàn nghiền ép. Hắn đánh lăng đoạn vân lại như thế nào, đối mặt tam trảm mặc dù không địch lại, lại có thể thong dong rời đi, hơn nữa, thế lực trảm trần ở trước mặt thế lực tiên phủ tính là gì, chỉ có cúi đầu xưng thần lăng đoạn vân tùy tiện chó không để ý tới có dám đánh nhau cùng cấp hay không nếu ngươi có thể thắng ta ta tùy ngươi xử trí lớn mật cầu thiếu tên gọi cầu bất lý sau lưng thanh niên chảm chân, lập tức có tiểu đệ hát đệm được 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 cầu bất lý tổng đúng rồi a à. lăng đoạn vân biết nghe lời phải lăng hàn không khỏi mỉm cười nếu như lăng gia này là huyết mạch của hắn như vậy lăng đoạn vân kia thật có mấy phần bộ dáng năm đó của hắn công lực cay độc người cao minh ánh mắt của cầu bất lý lạnh lùng bản thiếu dựa vào cái gì tự hạ thân phận cùng tiểu nhân vật như người đấu. Thanh Bình, người đi cùng hắn đánh một chút, được, một người trẻ tuổi cùng là tinh thần cảnh đi ra, hắn nhìn lăng đoạn vân ngoắc ngón tay. Đến, ta chơi với ngươi, người này tên Lục Thanh Bình, đến từ một tiểu gia tộc trảm trần cảnh, phụ thuộc vào cầu gia, cho nên hắn tự nhiên cũng thành tùy tùng của cầu bất lý.